thần y trở lại, Ngô Bình. chương 321, Thương vụ Bạc Tỷ. Trung Hằng thở dài, nhà họ đường đột nhiên đòi kết thúc hợp đồng hợp tác với chúng ta. Hơn nữa, các khoản chưa thanh toán cũng sẽ không thanh toán trong thời gian ngắn. Hiện giờ trong nhà đã loạn hết lên, nếu không nghĩ ra cách thì nhà chúng ta sẽ phá sản mất. Con mau về nhà đi, chúng ta cùng nghĩ cách. Cậu chủ Trung lần này đã chắc chắn, anh ta cất điện thoại, sau đó từ từ đi tới trước mặt ngô bình rồi cúi đầu quỳ xuống mặt anh ta trắng bệch giọng run rẩy nói cậu chủ ngô tôi sai rồi tôi đáng chết cầu xin cậu tha cho nhà họ chung một con đường sống anh ta hiểu rõ chỉ cần nhà họ đường muốn ép công ty gia đình anh ta vào chỗ chết thì dễ như trở bàn tay chỉ cần kết thúc hợp đồng sau đó treo những khoản thanh toán chưa hoàn thành một thời gian là nhà họ chung sẽ xong đời ngay xung quanh im lặng như tờ những người khác đứng chết chân nhìn cậu chủ chung cậu chủ lý và cậu chủ từ ba cậu ấm giàu có bậc nhất đất vân đỉnh đều quỳ trên mặt đất. Bốp bốp bốp, đột nhiên có tiếng vỗ tay vang lên, một người thanh niên chậm rãi đi từ tầng 2 xuống. Người này trông tuấn tú và lịch sự, chưa tới 30 tuổi, cao chừng 1m85. Anh ta cười nói, lâu lắm chưa được chứng kiến cảnh tượng đặc sắc như thế này. Anh ta đi về phía Ngô Bình, nói cậu chủ Ngô, xin được giới thiệu một chút, tôi là Phương Thiếu Sung. Ngô Bình ừm một tiếng rồi hỏi, anh biết tôi sao? Phương Thiếu sung cười đáp, tôi và Diệp Huyền, như đống đống là bạn, họ từng nhắc đến cậu chủ ngô với tôi, tôi ngưỡng mộ đã lâu, có điều không ngờ sẽ gặp được anh tại đây. Ngô Bình vừa nghe anh ta là bạn của Diệp Huyền thì gật đầu, ra là vậy. Audio điện tử võ tấn bền Phương Thiếu sung đá cho cậu chủ chung kia một cái, quát bị ngu rồi sao? Có biết cậu chủ ngô là ai không? là anh em thân thiết với phó chủ tịch tỉnh, tông sư cảnh giới thần, tuyệt thế thần y. Đúng rồi, anh ấy còn là cảnh giám cấp 2, đội trưởng đội hình sự. Nhân vật tầm cỡ như vậy mà các người cũng dám chọc giận sao? Các người được lắm, tôi xin bái phục, nói rồi anh ta còn giơ ngón tay cái lên. Nghe anh ta nói xong, ba vị thiếu gia đang quỳ trên mặt đất đều phát khóc. Mẹ nó, sao mình lại đắc tội với nhân vật tầm cỡ như vậy kia chứ? Ninh Diệm sướng sờ, cô ta cũng không ngờ thợ săn như mình cũng có lúc nhận định sai cô ta đúng là có mắt mà không thấy núi thái sơn lúc này đinh diệm vừa sợ vừa ân hận không dám ngước mắt lên nhìn ngô bình tô phi mỉm cười cô vẫn biết ngô bình rất tài giỏi chỉ không ngờ lại tài giỏi đến mức này cái gì mà con quan con nhà giàu đứng trước mặt anh đều chỉ là đống rác phương thiếu sung mắng mấy người kia xong thì quay sang mỉm cười nói với ngô bình cậu chủ ngô Hôm nay họ tổ chức buổi họp mặt này là để tiếp đón tôi. Thật không ngờ hôm nay lại làm cậu chủ Ngô nổi giận, là tôi không phải, tôi xin đền tội với anh. Ngô Bình thấy Phương Thiếu Sung cũng biết cách đối nhân xử thế nên đáp, chuyện nhỏ thôi, anh là bạn của Diệp Huyền thì cũng là bạn của tôi. Phương Thiếu Sung vui vẻ cười đáp, được quen biết với cậu chủ Ngô đúng là vinh dự của tôi. Chúng ta lên tầng nói chuyện nhé. Ngô Bình đưa theo Tô Phi lên tầng cùng Phương Thiếu Sung hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến mấy kẻ đang quỳ trên mặt đất. Trên tầng 2 có một căn phòng bài trí trông rất nho nhã, bên trong có hai người, một nam một nữ, họ vẫn còn khá trẻ. Phương Thiếu Sung giới thiệu, cậu chủ ngô, cho phép tôi giới thiệu một chút. Đây là cô chủ Dương ỉ Lệ, gia tộc của cô ấy giàu có có tiếng ở tỉnh Ca. Dương ỉ Lệ chừng 34-35 tuổi, ăn mặc rất giản dị như một người chị hiền lành. Cô ấy nhìn ngô bình, gật đầu cười nói, câu chuyện ở dưới tầng rất thú vị, hình như là tác phẩm của cậu chủ Ngô. Ngô Bình để cô chủ Dương cười chê rồi. Phương thiếu xung giới thiệu nốt người thanh niên còn lại, người này ngoài 20, không cao nhưng nét mặt tươi cười ôn hòa đem đến cho người khác cảm giác gần gũi. Vị này là cậu chủ Lý Thế Vinh của tập đoàn Lý Thị. Nhà họ Lý cũng là danh gia vọng tộc, câu nói người ta hay truyền miệng, Bắc Tô Nam Lý chính là nói tới gia tộc của cậu ấy ngô bình không khỏi kinh ngạc anh đang muốn điều tra lai lịch của bố thì lại gặp ngay người nhà họ lý anh cười nói tôi được nghe danh đã lâu lý thế vinh đứng dậy cười đáp anh khách sáo rồi họ ngồi xuống phương thiếu sung mở đầu câu chuyện anh ngô chắc chắn anh cảm thấy rất kỳ lạ không hiểu tại sao mấy người chúng tôi lại xuất hiện ở đây đúng không ngô bình kể ra cũng thật là kỳ lạ lẽ nào ở đây có thương vụ lớn nào sao phương thiếu sung ha ha cười đáp anh đoán chuẩn thật đấy không sai, có một cơ hội làm ăn lớn ở Vân Đỉnh này khiến chúng tôi quyết định góp vốn đầu tư, thành lập một doanh nghiệp dược. Doanh nghiệp này sẽ sản xuất thuốc chữa viêm gan B. Ngô Bình ngạc nhiên, có loại thuốc đó sao? Lý Thế Vinh gật đầu, một nữ nhà khoa học nước ta tên là Trần Tử Du thông qua việc nghiên cứu những phương thuốc cổ đã phát hiện một thành phần có khả năng tiêu diệt virus gây bệnh viêm gan B, đồng thời trích xuất thành công thành phần đó. Cô ấy sử dụng thành phần này để chữa trị và giám sát 100 bệnh nhân Kết quả có 94% bệnh nhân phản ứng tốt với thuốc, tỷ lệ khỏi bệnh cũng lên tới 93%. Vô cùng khả quan. Ngô Bình càng kinh ngạc hơn nữa, tỷ lệ khỏi bệnh cao đến vậy sao? Dương Ỉ lệ gật đầu, đúng vậy, số người mắc căn bệnh này trên toàn cầu lên tới 300 triệu người. Cho dù mỗi người bệnh giúp chúng ta kiếm được 10.000 tệ thôi thì cũng sẽ thu được doanh số 3.000 tỷ tệ. Có điều, vốn đầu tư cho nhà máy thuốc rất lớn, cho nên chúng tôi mới quyết định hợp tác cùng làm việc lớn. Ngô Bình tò mò hỏi, vậy tại sao mọi người lại chọn Vân Đình? Dương ỉ lệ, nhà khoa học Trần là người Vân Đình, hiện cô ấy đang không khỏe, phải ở lại đây dưỡng bệnh, cho nên chúng tôi mới tìm tới xin gặp cô ấy. Ngô Bình, hóa ra mọi người còn phải thuyết phục cô ấy. Dương ỉ lệ gật đầu, tình hình đang rất khó khăn, có ba hãng y dược lớn của nước Mỹ cũng đang muốn hợp tác với nhà khoa học này. Đối thủ này rất mạnh, yêu cầu họ đưa ra cũng vô cùng hấp dẫn ngô bình nhìn phương thiếu sung hỏi cậu chủ phương hình như việc này đâu có liên quan đến tôi anh gọi tôi lên đây để cho tôi nghe chuyện này sao phương thiếu sung cười đáp anh ngô người ta có câu nói rằng đến sớm không bằng đến đúng lúc tôi biết năng lực của anh hay là anh tham gia cùng chúng tôi nhé ngô bình như cười như không đáp sao lại bảo tôi tham gia cùng chứ phương thiếu sung tôi nghe diệp huyền nói anh ngô là thần y nhà khoa học trần hiện giờ sức khỏe không được tốt hay là anh xem giúp chúng tôi liệu có thể chữa bệnh cho cô ấy được không ngô bình nghĩ ngợi một lát rồi đáp tôi là người hành nghề y chữa bệnh cứu người là bổn phận nên đương nhiên tôi có thể thử còn về việc hợp tác thì nói sau đi phương thiếu sung mừng rỡ anh ngô vậy lại phải phiền anh rồi ngô bình việc khám bệnh anh sắp xếp giúp tôi rồi mai báo lại cho tôi là được phương thiếu sung được trong lúc nói chuyện phiếm Ngô Bình nghe ngóng thêm được Lý Thế Vinh này là cháu chính tông của nhà họ Lý ở phía nam nên anh đã âm thầm nhổ trộm của cậu ta vài sợi tóc, chuẩn bị đi làm xét nghiệm ADN. Nếu en của cậu ta và bố anh có độ tương thích cao thì chứng tỏ bố anh là người nhà họ Lý. Nếu không thì bố anh chẳng liên quan gì đến huyết thống gia tộc này cả. Họ chuyện trò vui vẻ, cả Dương ỉ Lệ và Lý Thế Vinh đều là người rất giản dị. Họ trao đổi số điện thoại, sau đó mới ra về. Khi Ngô Bình quay lại phòng khách vẫn thấy ba người kia đang quỳ. Anh dừng bước, nói, lần này tôi tha cho các anh một lần, sau này đừng ngang ngược làm càn nữa. Ba cậu chủ kia mừng ra mặt, vội vã cảm ơn, sau đó tiến Ngô Bình ra tận bên ngoài. Sau khi lên xe, Tô Phi thở dài một cái, cảm giác giống như đang nằm mơ vậy. Dương ỉ lệ. Lý Thế Vinh và những người siêu giàu kia lại hết sức lễ độ với Ngô Bình. Ngô Bình rốt cuộc là người như thế nào mới được đối xử kính cẩn như vậy? Chương 322, tôi vốn mang họ Lý. Trời không còn sớm nữa, Ngô Bình đưa Tô Phi xuống lầu trước. Tô Phi xoắn hai tay vào nhau, "Lý Nhí, ngày mai mình phải về Hải Thành rồi." Ngô Bình nói, "Mình chắc chắn sẽ đến Hải Thành, đến lúc ấy chúng ta lại gặp nhau." Tô Phi vẫn còn lời muốn nói, nhưng rốt cuộc lại chẳng biết nói thế nào. Cuối cùng, cô ấy chỉ vẫy tay chào Ngô Bình, nhìn anh lên xe rời đi. Tử Cường à, giúp tôi đem hai sợi tóc này đi xét nghiệm ADN rồi đưa kết quả cho tôi càng sớm càng tốt. Hoàng tử cường đáp, được, lát nữa tôi sẽ làm. Anh ta đưa Ngô Bình về khách sạn trước rồi mới nhờ bạn xét nghiệm giúp mình. Hơn một giờ sáng, anh ta mới trở về, bảo là đang tiến hành xét nghiệm, kết quả sẽ được gửi thẳng đến hộp thư. Trong lúc chờ tin, Ngô Bình tiếp tục tu luyện phương pháp hít thở. 5 giờ sáng, điện thoại của Hoàng Tử Cường đã nhận được kết quả xét nghiệm anh ta vội vàng đưa cho Ngô Bình xem. Đây là một bản báo cáo xét nghiệm rất chi tiết. Các nhiễm sắc thể thường và nhiễm sắc thể y của cả hai đã được tiến hành so sánh, kết quả cho thấy có cùng nguồn gốc tổ tiên họ nội, và rất có thể trong vòng năm thế hệ. Tuy số liệu khá sơ sài nhưng nó đã cho Ngô Bình biết một điều, gen của anh có quan hệ huyết thống với nhà họ Lý ở Vân Đông. Xem ra, rất có khả năng bố là người nhà họ Lý ở Vân Đông, anh lẩm bẩm. Hoàng tử Cường cũng biết chuyện này anh ta hỏi cậu chủ à nếu bố cậu là người nhà họ lý ở vân đông vậy cậu có phải nhận tổ quy tông không ngô bình đáp tìm hiểu trước đã gia tộc lớn như nhà họ lý chắc chắn đấu đá nội bộ rất dữ dội tôi đột ngột đến đó chẳng khác gì tự chuốc khổ vào mình hoàng tử cường gật gù cậu chủ nói phải vậy chúng ta tìm hiểu về tình hình bên đó trước thế rồi ngô bình gọi cho hàn bạch nhờ anh ta điều tra thông tin về nhà họ lý ở vân đông đặc biệt là nhánh của lý vân đầu Hàn Bạch làm việc rất hiệu quả. Chưa đến nửa giờ, tư liệu đã được gửi cho anh. Thông tin cho biết Lý Vân Đầu là con trai thứ ba của Lý Thánh Hoa, người đứng đầu thế hệ đầu tiên của nhà họ Lý. Lý Thánh Hoa chia ra sản làm hai, con trai trưởng quản lý Việt Nam, cũng là khu nhà cũ. Con trai thứ được chia một phần sản nghiệp và tiền mặt. Lý Vân Đầu là con ruột của người vợ hai nên được chia tài sản ít nhất. Ông chỉ nhận được chưa đến một phần trăm tổng tài sản, còn chẳng nhiều bằng mấy người chị em đã lấy chồng. Song Lý Vân Đầu rất có tài kinh doanh, trong vòng vỏn vẹn 5 năm, tài sản trong tay ông đã tăng gấp 10 lần. Sau đó, ông quyết định đến Nam Dương lập nghiệp. 10 năm sau, ông đã tạo dựng được chỗ đứng vững chắc tại Nam Dương, trở thành vua đường tinh luyện và vua dệt may ở Đông Nam Á, còn thành lập các nhà máy thực phẩm, chuỗi siêu thị, ngân hàng, với nguồn vốn hùng hậu. Nhưng 43 năm trước, khi Lý Vân Đầu về quê thăm người thân, đứa con trai 3 tuổi rưỡi của ông, Lý Niệm Tổ, đã bị lạc. Ông chịu đả kích nặng nề, có dạo còn giao hết chuyện làm ăn ở Nam Dương cho đối tác lo liệu để dốc sức tìm con. 10 năm sau, ông chuyển dần trọng tâm kinh doanh sang Vân Đông và Càng Thành. Thời gian này, ông có nhận nuôi một cậu con trai từ trại trẻ mồ côi, đặt tên là Lý Triển Đồ, không lâu sau thì sinh thêm một trai, một gái. Con trai tên là Lý Đông Hưng, con gái là Lý Gia Ninh. Hiện nay Lý Đông Hưng đã 43 tuổi. Lúc trẻ trung khỏe mạnh, Lý Đông Hưng đã có hai cậu con trai và một cô con gái, con trai trưởng đã 20 tuổi. Lý Gia Ninh lấy một đại gia ở Vân Đông, cũng đã có con. Còn người con nuôi Lý Triển Đồ có một cậu con trai, năm nay đã 30 tuổi, hiện đã tham gia vào công việc quản lý của gia tộc. Theo tư liệu, những năm gần đây, Lý Vân Đầu đã từ từ giao lại việc kinh doanh gia tộc cho con nuôi và con gái. Trong số đó, Người con nuôi Lý Triển Đồ khá tài giỏi, khiến Lý Vân Đầu cảm thấy vô cùng hài lòng. Người con ruột Lý Đông Hưng thì sức khỏe không tốt, thường ở nhà dưỡng bệnh, không hỏi nhiều về chuyện kinh doanh. Nhìn vào ông cụ tóc bạc trong tư liệu, Ngô Bình biết đó rất có thể là ông nội của mình. 43 năm nay, ông ấy luôn tìm kiếm người con trai thất lạc của mình. Nếu biết bố đã qua đời, ông ấy sẽ rất đau lòng, anh khẽ thở dài. Dáng vẻ giọng nói và nụ cười của bố chợt hiện lên trong tâm trí anh. Con cái muốn phụng dưỡng mà bố mẹ chẳng thể đợi được đến ngày ấy. Ngô Bình cảm thấy rất đau lòng, ngồi một mình ngoài ban công, anh ngẩn ngơ ngắm nhìn cảnh sắc mênh mông. Anh chìm sâu trong dòng hồi ức, chẳng nhận thức được sự chảy trôi của thời gian, mới chớp mắt mà trời đã sáng. Nếu không phải vì còn chuyện phải xử lý ở Vân Đình, anh chỉ muốn chạy ngay đến Vân Đông để gặp ông bà nội. Nếu biết mình vẫn còn một người cháu trai và cháu gái, Chắc chắn họ sẽ rất vui nhỉ. Sau khi anh rửa mặt và ăn sáng xong thì Phương Thiếu Sung gọi đến, bảo là đã hẹn gặp Trần Tử Du vào lúc 9 giờ. Một lát sau, xe của Phương Thiếu Sung đã đến, cả hai cùng lên xe, đi gặp Trần Tử Du. Trần Tử Du sống ở một ngôi nhà cổ có lịch sử hơn 300 năm, bên trong đã được tân trang lại, tường trắng ngói đỏ, tọa lạc trong một khu rừng trúc với phong cảnh tuyệt đẹp. Khi họ đến nơi, một người phụ nữ trông như thư ký, ngoài 30 tuổi đã cất tiếng hỏi là anh phương phải không ạ à? phương thiếu sung cười đáp tôi là phương thiếu sung đã hẹn cô trần qua điện thoại cô ta gật đầu mời vào khi bước vào nhà cổ đối diện họ là một bức tường chạm khắc hình rồng sau khi vòng qua tầm mắt sẽ được mở rộng bên trái là ao đầm và cánh đồng sen bên phải là vườn hoa nở hoa rực rỡ suốt bốn mùa đi qua khoảng sân này sẽ đến một căn nhà ngói hai tầng có một cô gái đang ngồi trong phòng khách trừng 27, 28 tuổi. Cô gái này búi tóc như đạo sĩ, mặc một bộ hán phục rộng rãi màu lam nhạt, đang cầm một quyển sách buộc chỉ. Thấy có người đến, cô gái ấy bỏ sách xuống, nhìn Phương Thiếu Sung, "Anh Phương, xem ra anh vẫn không từ bỏ nhỉ?" Phương Thiếu Sung cười đáp, "Cô Trần, lần này tôi đến không phải vì chuyện hợp tác, mà tôi đã đưa một vị thần y đến đây." "Thần y?" Trần Tử Du bật cười, vẻ mặt hoàn toàn không tin vào người được gọi là thần y này. Phương Thiếu Sung vội nói, đây là thần y Ngô Bình. Thần y Ngô từng chữa bệnh cho triệu trụ quốc. Trần Tử Du lập tức nhìn sang Ngô Bình, đoạn ngồi thẳng dậy, hỏi lại, ô, anh từng chữa trị cho triệu trụ quốc à? Ngô Bình đáp phải. Trần Tử Du gật đầu, mời ngồi. Sau khi ngồi vào chỗ, Trần Tử Du lắc quyển sách trong tay, cười hỏi, anh Ngô có danh xưng thần y, hẳn là có điểm hơn người nhỉ? Ngô Bình, thần y thì không dám nhận, tôi chỉ là một bác sĩ mà thôi. Trần Tử Du lại đồng tình với câu này của anh, đoạn bảo có thể chữa bệnh cho chủ quốc, ắt có tài năng phi thương. Trung y chú trọng vọng, văn, vấn, thiết, anh Ngô đã trò chuyện một lúc với tôi rồi, có biết được tôi mắc bệnh gì không? Ngô Bình đã sớm nhìn ra, sắc mặt của Trần Tử Du rất tái, tay chân ẩm lạnh, vẻ mặt mệt mỏi, khí huyết không đủ. Anh đáp, có lẽ cô đã bị hoảng sợ cực độ vào 7 ngày trước. Vì quá căng thẳng, các chức năng trong cơ thể cô đã bị tổn thương đây không phải là vấn đề lớn cô có thể hồi phục sau khi nghỉ ngơi nửa tháng lát nữa tôi sẽ kê đơn thuốc cho cô trần tử du cả kinh câu trả lời của ngô bình không sai một tí nào bảy ngày trước trần tử du đã bị hoảng sợ chạy điên cuồng hàng nghìn mét sau đó thì cả người uể oải gặp ác mộng liên miên nếu không đã chẳng đến ngôi nhà này để nghỉ ngơi thế là trần tử du không dám xem thường ngô bình nữa bèn đáp thần y ngô rất tinh mắt quả thật tôi đã bị hoảng sợ Phương Thiếu sung mừng rỡ, bây giờ cô Trần tin rồi chứ. Có thần y ngô giúp đỡ, vấn đề của cô sẽ được giải quyết thôi. Ngô Bình chợt hỏi, thứ mà cô Trần gặp phải, chắc hẳn rất đáng sợ. Trần Tử Du biến sắc, ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ, im lặng hồi lâu mới hỏi lại anh, thần y ngô, anh nghĩ trên đời này có thần không? chương 323, tặng tiên thạch cho cây hòe. Ngô Bình giật mình, thần ư. Trần Tử Du gật đầu, đúng vậy, thần, Ngô Bình không trả lời mà lại hỏi, có thể kể cho tôi đầy đủ chuyện đã xảy ra vào lúc đó không? Trần Tử Du gật đầu đáp, được. Sau đó, cô ta thuật lại tường tận chuyện đã xảy ra với mình vào hôm ấy cho Ngô Bình nghe. Bảy ngày trước, Trần Tử Du tăng ca ở phòng thí nghiệm, đến 3 giờ sáng mới lê tấm thân mệt mỏi về nhà. Tảng sáng, đường phố rất vắng vẻ. Khi xe chạy đến một ngã tư, Trần Tử Du bỗng thấy hoa mắt, cảm giác có người vụt qua trước xe mình. Trần Tử Du phanh xe theo bản năng. Sau cú phanh gấp, cô ta nhìn thấy một bóng người tóc đen, áo trắng đang lơ lửng giữa không trung, xung quanh tỏa ra hào quang thần thánh. Cô ta ngẩn ra, bước xuống xe rồi nhìn chằm chằm lên bóng người lơ lửng ấy. Đột nhiên, Trần Tử Du nghe thấy tiếng gào khóc thê lương vang lên phía sau. Vừa ngoái lại nhìn, cô ta đã thấy hàng nghìn bóng người gớm ghiếc đang lao về phía mình từ đằng xa. Trần Tử Du sợ hãi hét ầm lên, mặc kệ chiếc xe của mình mà co giò chạy thẳng. Cô ta chạy một mạch mấy nghìn mét, rồi lao vào một cửa hàng tiện lợi. Khi Trần Tử Du quay đầu lại nhìn thì bóng người đã biến mất, ma quỷ cũng chẳng thấy đâu, tựa như không có chuyện gì xảy ra vậy. Sau đó Trần Tử Du thấy không khỏe, tinh thần cũng kém, thế là về Vân Đỉnh nghỉ ngơi. Nghe xong, Ngô Bình ngẫm nghĩ dây lát rồi nói, cô chúng huyễn thuật rồi. Trần Tử Du ngây ra, huyễn thuật. Ngô Bình gật đầu, thứ mà cô nhìn thấy chỉ là ảo giác. Phương Thiếu sung nghiêm mặt, anh Ngô à, chẳng lẽ có ai đó muốn gây bất lợi với cô Trần? Ngô Bình đáp, chưa rõ, nhưng loại thuốc mới liên quan đến thị trường hàng nghìn tỷ, lợi nhuận khổng lồ, rất dễ khiến kẻ khác thèm muốn. Không loại trừ khả năng này. Phương Thiếu sung lo lắng, lập tức đề nghị tôi sẽ cho người đến bảo vệ cô Trần. Trần Tử Du lại điềm tĩnh đáp, tôi không cần ai bảo vệ. Ngô Bình nghĩ ngợi một lúc bèn nói, hay là thế này, tôi sẽ vẽ một lá bùa rồi sai người mang đến cho cô Trần. Cô phải đeo nó mọi lúc để tránh bị trúng huyễn thuật của kẻ khác lần nữa. Trần Tử Du trừng mắt, anh nói gì cơ? Vẽ bùa, anh đùa tôi đấy à? Ngô Bình quét mắt nhìn quyển sách trong tay Trần Tử Du rồi bảo, quyển sách ghi học cổ trong tay cô ấy, cô hãy lật đến trang thứ 37, có ghi lại một ca bệnh tương tự. Tôi còn việc, không quấy giày cô nữa. Dứt lời, anh viết đơn thuốc đặt lên bàn rồi đứng dậy ra về phương thiếu sung vội nói cô trần à hôm khác tôi lại ghé thăm nhé rồi anh ta đuổi theo ngô bình hỏi chuyện anh ngô à sao anh về đột một thế ngô bình đáp người ta không tin chúng ta hà tất phải nấn ná lâu phương thiếu sung hết cách đành đi về cùng anh khi lên xe phương thiếu sung hỏi anh ngô à vậy còn chuyện hợp tác ngô bình đáp chờ tin lúc này Trần Tử Du vì hiếu kỳ, bèn lật trang 37 của quyển sách ra xem, quả nhiên có ghi một ca bệnh. Người bệnh gặp tình trạng rất giống cô ta, đột nhiên nhìn thấy thần tiên ma quái khi ra ngoài, còn gặp hiện tượng này càng lúc càng nhiều. Khi thầy lang đến khám, người bệnh đã tỉnh tỉnh mê mê, nửa điên nửa dại. Thế là thầy lang dùng cách phá bỏ huyễn thuật, người bệnh lập tức tỉnh táo trở lại. Nhưng khi ấy, người bệnh đã tiêu hao nguyên khí quá nhiều, từ đó sức khỏe yếu ớt và sinh thêm nhiều bệnh, nửa năm sau thì qua đời. Đọc đến đây, Trần Tử Du thấy rất sợ, nếu lời Ngô Bình nói là thật, vậy có nghĩa là cô đang rất nguy hiểm ư. Tuy lòng lo lắng, nhưng cô ta ngại ngần nên không gọi Ngô Bình đến ngay, quyết định chờ mấy hôm nữa hãng tính. Đến khách sạn, Ngô Bình tạm biệt Phương Thiếu Sung, đoạn anh bảo Hoàng Tử Cường thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về nhà. Lúc này, anh bỗng nhận được cuộc gọi của đám người từ, chung họ bảo là muốn mở tiệc chiêu đãi ngô bình để chính thức xin lỗi anh hóa ra hôm qua ngô bình lại gọi một cuộc điện thoại nữa vấn đề mà ba người này gặp phải đã lần lượt biến mất bây giờ họ rất kính sợ ngô bình muốn nịnh nọt anh ngô bình chẳng muốn quan tâm đến mấy người này bảo là mình đã vào cao tốc rồi không thể đến ăn tiệc vậy là ngô bình rời khỏi vân đình anh về đến nhà ở huyện minh dương vừa kịp giờ cơm lúc dùng cơm anh kể lại chuyện kết quả xét nghiệm gen nghe xong, trương lệ rất kinh ngạc, tiểu bình à, nói vậy, bố con thật sự là người nhà họ lý ở vân đông ư? ngô bình gật đầu, khả năng rất cao ạ. À. ngô Nghi nói, anh ơi, thế chúng ta có đến đó nhận lại người nhà không ạ? À? anh chưa nghĩ xong, tính sau vậy. ngô bình đáp, anh không nói sự lo lắng của mình cho ngô mi biết. ông ngoại suy nghĩ kỹ càng, bèn bảo tiểu bình, nhận tổ quy tông là chuyện hệ trọng, không thể hành động hấp tấp. Ngô Bình gật đầu, cháu hiểu mà, ông ngoại. Ăn cơm xong, anh đưa Ngô Mi đến trường, lúc quay về có ghé sang nhà cũ. Lúc này, biệt thự nhà cũ đã được xây xong, bên trong đang tiến hành lắp ráp. Vương Hiến Sâm đang có mặt tại đây để chỉ đạo. Nhắc thấy Ngô Bình, Vương Hiến Sâm vội vã đưa cho anh xem tấm ảnh hiệu quả sau khi sửa chữa. Thật ra Ngô Bình từng xem ảnh rồi, anh đã đưa ra một số đề nghị, đây chính là kết quả sau khi tu sửa. Anh lướt mắt xem thật nhanh, đoạn nói ừ cứ làm theo cái này đi cảm phiền ông mua cả đồ nội thất nhé vương hiến sâm cười đáp cậu ngô à cô chu có bảo là để cô ấy sắp xếp chuyện này rồi cô chu ngô bình hỏi chu thanh nghiên. vương hiến sâm gật đầu phải hôm qua cô chu có ghé bảo là để cô ấy cho người mang đồ nội thất đến đây họ đang nói chuyện thì một chiếc ô tô chờ tới tài xế vừa vẫy tờ danh sách về phía họ vừa hỏi đây có phải là nhà của anh ngô không ạ Ngô Bình gật đầu, tôi là Ngô Bình. Người nọ cười bảo, anh Ngô, chúng tôi đến đây để xác nhận một số chi tiết của đồ nội thất. Ngô Bình biết đây là người mà Chu Thanh Nghiên gọi đến, bèn gật đầu hỏi có ảnh không. Có, người nọ lấy máy tính bảng ra, đưa cho anh xem đồ mà Chu Thanh Nghiên đã chọn. Đồ nội thất mà Chu Thanh Nghiên chọn được thiết kế dựa theo phong cách của Ngô Bình, là phương án được đưa ra sau buổi thương lượng giữa công ty lắp đặt và công ty nội thất. Anh xem xong, cảm thấy khá hài lòng. Có điều, số nội thất này đều làm bằng vật liệu hàng đầu từ khắp nơi trên thế giới nên giá thành tương đối đắt. Nội thất của cả căn biệt thự có giá hơn 30 triệu. Ngô Bình bảo người kia mang vào, sau đó gọi cho Chu Thanh Nghiên để cảm ơn cô ấy. Lúc này, Chu Thanh Nghiên còn ở tỉnh lỵ, việc kinh doanh ở nhà máy đã trở về quỹ đạo, cô ấy đang bàn bạc dự án với khách hàng. Ngô Bình không dám quấy giày lâu, nói vài câu rồi cúp máy đi dạo một vòng biệt thự, anh dừng lại trước cây hòe. Vì cây hòe nằm ở góc tường, nên bức tường quanh sân có trở lại một khoảng để cây hòe sinh trường. Anh ấn tay lên thân cây, cảm ứng bằng thần thức. Ngày ấy anh còn chưa tu luyện được thần thức, bây giờ giao tiếp với nó lần nữa, hiệu quả đã tốt hơn nhiều. Chẳng bao lâu sau, một dòng thông tin vô cùng đơn giản đã hiện lên trong đầu anh, là lời thăm hỏi từ cây hòe. Anh cười nói, cô ở nhà tôi lâu như vậy, còn thông linh để tôi giúp cô một tay nhé. Ngô Bình gọi công nhân đến, dùng máy đục lỗ, đục xuống đất ba cái lỗ sâu 15 mét xung quanh cây hòe, to bằng cánh tay. Đoạn, anh ném ba viên tiên thạch vào đó rồi lấp đất lại. chương 324, ông La kinh ngạc. Nhìn thấy anh ném mấy viên đá xuống, các công nhân đều nghĩ rằng đó là một nghi lễ nào đó nên chẳng mấy quan tâm. Làm sao họ biết thứ mà Ngô Bình đem xuống lại chính là tiên thạch có giá trị liên thành kia chứ? cây hòe đã thông linh, chậm chậm hấp thụ tiên lực trong tiên thạch. Chẳng bao lâu sau, cây hòe đã có sự thay đổi. Về việc sẽ đổi như thế nào, anh cũng chưa rõ. Trôn tiên thạch xuống xong, anh vỗ lên thân cây, dặn dò tu hành thật tốt nhé. Anh ở nhà cũ hơn một giờ thì nhận được cuộc gọi của Hà Tất Sĩ. Ông ấy cười hỏi, Tổng đội trưởng Ngô, tối nay có rảnh không? Giờ Hà Tất Sĩ đã là đội phó đội truy bắt tội phạm của huyện, cũng được xem là nhân vật tiếng tăm rồi. Ngô Bình nói, có chuyện gì à, ông Hà? Hà tất sĩ cười bảo, tổng đội trưởng Ngô à, tối nay ông La đãi tiệc đấy, cậu đến tham dự chứ? Ngô Bình vừa nghe đã biết La Duy Khang muốn dùng bữa với mình. Nghĩ ngợi một lát, anh bèn đáp được, tối nay tôi sẽ đến. Hà tất sĩ vui mừng, thế thì tốt quá, cảm ơn lãnh đạo đã nể mặt nhé. Đến lúc ấy Nhược Tuyết và cậu khuất cũng đến, không có người ngoài đâu. Trời còn sáng, Ngô Bình về nhà luyện công một lát, Đến khi trời tối, anh gọi Chu Vũ, nghiêm ra câu, quan bộ vân, tống tiểu lương cùng đến dự tiệc. 7 giờ tối, Hà Tất Sĩ nôn nóng đừng chờ trước một nhà hàng của huyện Minh Dương. Vừa trông thấy nhóm người ngô bình, ông ấy bèn nhiệt tình mời họ vào trong. Trong phòng tiệc, La Duy Khang dẫn theo một nhân viên, ngoài ra còn có Chu Nhược Tuyết và khuất hành nghĩa đội phó đội Vũ Tuần. Ngô Bình vừa bước vào, họ lập tức đứng dậy. La Duy Khang cười nói, mời ngồi, tổng đội trưởng Ngô, Mọi người ngồi vào chỗ, Khuất Hành Nghĩa nhanh chóng đứng dậy, bảo phục vụ lên món. Ngô Bình bảo quan bộ Vân lấy rượu mà anh đem theo ra. Lần trước lừa không ít rượu ngon của Diệp Huyền, nên lần này anh có mang theo một ít, tất cả đều là rượu trắng. Thấy rượu của Ngô Bình, La Duy Khang ngạc nhiên, đây là rượu Mao Đài lâu năm à? Ngô Bình đáp, có sẵn ở nhà. La Duy Khang vội vàng xua tay, tổng đội trưởng Ngô à, cấp trên của chúng ta có quy định Rượu đãi tiệc không được quá 100 tệ. Ngô Bình nghĩ bụng, quả là người có nguyên tắc, bền bảo, nói rất có lý. Vậy là anh cất rượu vào, lấy một vò rượu khác. Vò này cũng là rượu ngon, chừng 5 cân, nhưng không có nhãn hiệu, tất nhiên là không rõ giá cả. Gỡ Sáp Niêm Phong, anh nói, thế uống rượu không nhãn hiệu nhé. Vừa mở vò rượu ra, mùi rượu nồng nàn đã khiến mọi người hít sâu vài hơi. Hà Tất Sĩ muốn chảy cả nước bọt, rượu ngon. Đây là rượu gì thế, tổng đội trưởng Ngô? Không biết, cứ uống thôi, Ngô Bình đáp. Khuất hành nghĩa vội vàng rót rượu cho mọi người. Cùng lúc ấy, món ăn cũng được mang lên, cả bọn vừa ăn vừa uống rượu. Tối nay là Duy Khang đãi khách, thật ra vì ông ấy muốn chính thức kết bạn với Ngô Bình. Dạo trước Ngô Mi mất tích, sức mạnh của Ngô Bình đã làm chấn động cả thành phố Vân Đình. Huyện có một vị đại thần như vậy, dĩ nhiên ông ấy muốn kết thân rồi. Chu Nhược Tuyết được sắp xếp ngồi cạnh Ngô Bình. Cô ấy rót rất nhiều rượu cho Ngô Bình. Sau khi được rót hơn một cân rượu, Ngô Bình bèn gọi Chu Nhược Tuyết Hà. Anh muốn dặn dò gì hả? À? Chu Nhược Tuyết cười hi hi, hỏi lại. Ngô Bình nói, sao cô rót rượu cho mỗi tôi thế? Không được bỏ quên ông La, ông Hà đâu đấy? Hà tất sĩ vừa nghe đã biết Ngô Bình muốn rót rượu cho họ. Vội vàng lên tiếng, cậu biết tử lượng của tôi mà, nửa cân, chỉ nửa cân thôi. Ngô Bình nói, vớ vẩn, lần trước ông còn bảo ông uống một cân không say, hai cân vừa đẹp. Giờ ông mới uống bao nhiêu kia chứ? Chu Nhược Tuyết, rót đầy ly cho ông Hà. Hà tất sĩ không trốn được, đành tiếp chiêu. Phía bên kia, La Duy Khang cũng rất mạnh, tự rót đầy ly cho mình, tôi kính cậu, cậu Ngô. Sau vài tuần, hai vò rượu đã hết, khuất hành nghĩa gục trước, sau đó đến lượt Hà tất sĩ ngáy o o. Chu Nhược Tuyết không uống rượu, thấy Ngô Bình đã uống hai cân, cô ấy cũng không dám khuyên giải, chỉ nói, xếp uống ít thôi ạ. À. Ngô Bình đáp, nói vớ vẩn, rót rượu. Chu Nhược Tuyết bĩu môi, lại rót cho Ngô Bình và La Duy Khang. Tử lượng của La Duy Khang rất cao, uống hai cân rượu rồi mà vẫn tỉnh tháo, nhưng đã bắt đầu rượu vào lời ra, cậu, cậu Ngô, cậu là người đỉnh nhất trong số những người mà tôi từng gặp. Tôi, kính cậu ly nữa. Ngô Bình cạn ly, cười đáp, ông La à, chúng ta đã uống tới bước này ông có gì muốn nói thì nói đi la duy khang cười cười đoạn mở lời hôm nay tôi mời cậu ngô dùng bữa vì có việc nhờ vả đại thần như cậu ngô bình bật cười tôi mà là đại thần gì chứ ông muốn tìm đại thần thật thì tôi có thể giới thiệu cho ông đấy la duy khang xua tay tôi không có tham vọng gì chỉ muốn làm chút chuyện thôi nhưng cậu cũng biết muốn làm gì đó thì phải có quyền lực trong tay nếu không thì dù hoài bão có lớn cách mấy cũng khó lòng thực hiện vậy nên có thể làm tốt chức phó chủ tịch huyện này tôi đã mãn nguyện rồi ngô bình gật gù nói rất đúng ông la có khó khăn gì cứ nói tôi nhất định sẽ giúp ông anh không vận công ép rượu uống cũng hơi nhiều nên bây giờ đã bắt đầu ôm đồm nhiều chuyện la duy khang cười bảo nói về khó khăn thì tôi muốn lôi kéo vài công ty lớn đến đây để giúp huyện chúng ta tăng thêm thu nhập thuế nhưng huyện chúng ta nhỏ như vậy chẳng ai nhìn đến cả Ông cần công ty và thu nhập thuế à? Đơn giản thôi, để tôi liên hệ giúp ông." Ngô Bình lấy điện thoại ra gọi cho Lý Quảng Long. "Anh Long à, anh ngủ chưa?" Lý Quảng Long đang bận rộn ở nhà máy, nghe thấy giọng Ngô Bình bèn cười nói, "Anh đang bận rộn lắm, làm gì có thời gian ngủ." Ngô Bình hỏi, "Sản lượng thế nào rồi, anh Long?" Lý Quảng Long đáp, "Tháng này có lẽ sẽ sản xuất được 8 triệu hộp. Nhờ mạng lưới tiêu thụ mượn từ nhà họ Thiệu nên doanh số bán hàng khá tốt." cung không đủ cầu. Phản hồi của người tiêu dụng khả quan vô cùng, tháng sau, sản lượng có thể đạt đến 11 triệu hộp. Ngô Bình nói, tốt quá rồi, anh Long à, em muốn bàn với anh chuyện này, em sẽ nghiên cứu phát triển thêm một vài loại thuốc mới, đến lúc ấy, công ty mới sẽ được đặt tại huyện Minh Dương. Lý Quảng Long trả lời, không thành vấn đề, chú muốn mở công ty ở đâu thì mở ở đó, hơn nữa, anh còn đang mở rộng năng lực sản xuất, các nhà máy tiếp theo có thể xây dựng ở huyện Minh Dương. Ngô Bình, vâng, chúng ta bàn chi tiết sau nhé. Cúp máy rồi, anh mới bảo, đấy, tôi kéo một công ty về giúp ông rồi. La Duy Khang rất ngạc nhiên, đó là công ty gì vậy, cậu Ngô? Ngô Bình đáp, công ty dược phẩm, doanh thu năm sau có lẽ rơi vào khoảng 40, 50 tỷ. Ổn chứ? La Duy Khang rất đối kinh ngạc, các công ty lớn có doanh thu từ 40 đến 50 tỷ, tiền thuế mỗi năm ít nhất phải mấy tỷ. Nên biết là thu nhập từ thuế của cả huyện Minh Dương là 10 tỷ thôi. Cậu Ngô, công ty ấy sẽ về đây thật sao? Ngô Bình nói, tất nhiên, đây chỉ là khởi đầu thôi. Về sau có cơ hội, tôi sẽ tiếp tục lôi kéo giúp ông. La Duy Khang rất phấn khởi, lại bưng ly rượu lên, tôi đại diện người dân cả huyện, chân thành cảm ơn cậu Ngô. Tôi xin phép cạn ly kính cậu. Cuối cùng, La Duy Khang được khiêng ra về. Ngô Bình cũng lảo đảo, nhưng vẫn tự đi được. Ai về nhà nấy, Chu Nhược Tuyết không uống rượu, nên lái xe đưa Ngô Bình về số 3 đông hồ. Khi xuống xe, Ngô Bình khách sáo nói, Nhược Tuyết, cô vào nhà tôi ngồi một lát không? Nào ngờ Chu Nhược Tuyết lại đáp, ừ, ban nãy toàn rót rượu cho mọi người thôi, tôi còn chưa được ăn no. Ngô Bình xứng ra, dễ mà, để tôi bảo người làm nấu đồ ăn cho cô. Hơn 11 giờ, người nhà anh đều đã nghỉ ngơi. Ngô Bình đưa cô ấy đến phòng mình, bảo người làm nấu chút đồ ăn. chương 325, Chu Nhược Tuyết Chu Nhược Tuyết nhìn trái rồi lại nhìn phải, cảm thán, xếp à, nhà anh rộng thật đấy. Ngô Bình đáp, ở nhờ thôi, nhà tôi đang sửa. Chu Nhược Tuyết nói, là căn biệt thự đang xây dựng trong thôn ấy à. Trông hoành tráng phết, chắc là anh tốn nhiều tiền lắm. Cũng bình thường, Ngô Bình rót một cốc nước cho cô ấy, Chu Nhược Tuyết này, một người xinh đẹp như cô, sao lại làm bên hình sự vậy? Không sợ nguy hiểm à? Chu Nhược Tuyết hơi cúi đầu, nhìn chằm chằm vào cốc nước, cô ấy kể, bố tôi là cảnh sát phòng chống ma túy. Mười năm trước, khi truy đuổi tội phạm ma túy, ông ấy đã bị tên tội phạm đâm một nhát, mất máu quá nhiều, cuối cùng không qua khỏi. Lúc đó, tôi đang học cấp 3, tôi căm thù bọn xấu xa ấy, nên đã thi vào trường đại học cảnh sát tỉnh. Ngô Bình xứng ra, vội cất lời xin lỗi vì đã khiến cô nhớ đến chuyện buồn. Chu Nhược Tuyết đáp không sao, tôi làm đơn mấy tháng nay muốn chuyển công tác sang đội chống ma túy nhưng cấp trên không đồng ý, họ bảo là nữ giới không phù hợp truy bắt tội phạm ma túy. Lúc này thức ăn đã nấu xong, người làm vừa bưng lên. Chu Nhược Tuyết ăn từng miếng nhỏ, đôi mắt xinh đẹp bóng liếc nhìn Ngô Bình, xếp có thể điều tôi sang tổng đội phòng chống ma túy tỉnh không ạ? Ngô Bình hỏi, tại sao cô muốn làm bên phòng chống ma túy? Chu Nhược Tuyết siết chặt nắm tay, tôi muốn tìm bọn buôn ma túy đã hại chết bố tôi. Ngô Bình cho mày, 10 năm rồi mà bọn đấy vẫn chưa bị truy quét à? Chu Nhược Tuyết lắc đầu, vẫn chưa. Đó là một tập đoàn buôn ma túy quy mô lớn xuyên biên giới, tên là Quần Phong, tổ chức cực kỳ nghiêm ngặt. 10 năm nay, chúng không những không biết điều mà còn càng ngày càng lộng hành. Tôi có hỏi một người bạn làm trong đội chống ma túy, Quần Phong đang kiểm soát một phần ba thị trường ma túy trong nước. Ngoài ra, chúng còn có liên hệ với các tổ chức buôn ma túy ở Đông Nam Á, La Sát, Bán Đảo và Nam Mỹ. Ngô Bình khó hiểu, tập đoàn lớn như vậy mà vẫn không bị truy quét, lạ thật. Chu Nhược Tuyết nói, tôi nghi ngờ nội bộ chúng ta có nội gián của Quần Phong, mà còn đảm nhiệm chức vụ rất cao. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói, tôi sẽ hỏi giúp cô, nhưng chưa chắc thành công nhé chu nhược tuyết cười nói cảm ơn sếp ngô bình nhìn cô ăn hỏi chuyện sau khi bố cô qua đời cô sống với mẹ à chu nhược tuyết nhẹ nhàng đáp không mẹ tôi tái giá là cô tôi nuôi tôi khôn lớn ngô bình gật đầu cô của cô rất tốt chu nhược tuyết ừ một tiếng là đối xử với tôi rất tốt nghĩ đến cậu em họ cô ấy bèn hỏi sếp à tôi có thể nhờ và anh một chuyện nữa không ạ à? ngô bình bật cười cô có nhiều chuyện thật Chu Nhược Tuyết cười hề hề, chuyện cuối cùng ạ, à, tôi có cậu em họ, nhỏ hơn tôi 2 tuổi, mới tốt nghiệp năm ngoái. Nó học luật, muốn làm luật sư, nhưng thằng nhóc này yêu cầu cao mà năng lực thì thấp, liệu nó có thể thành công khi đến Hải Thành không? Ngô Bình đáp, cô nghĩ tôi là Phật tổ như lai à, chuyện gì cũng giúp được. Chu Nhược Tuyết cười nói, vì tôi thấy xếp cư mà, biết đâu anh có cách. Ngô Bình bảo, vậy để tôi hỏi giúp cô. Chu Nhược Tuyết cảm mừng, cảm ơn anh lần nữa ạ. À. Ăn nhanh đi, ăn xong rồi đi đâu thì đi, Ngô Bình bắt đầu dục. Vâng. Sau khi ăn xong, rốt cuộc Chu Nhược Tuyết cũng ra về. Ngô Bình bèn tu luyện phương pháp hít thở và đoàn thể thuật. Chu Nhược Tuyết lái xe về nhà, nơi cô ở nằm trong một khu nhà đã xây dựng mười mấy năm. Khi cô ấy đến trước nhà, cửa còn chưa đóng hẳn, bên trong vang vẳng tiếng trò chuyện. Đó là giọng của cô và dưỡng của Chu Nhược Tuyết. Minh à, lương tháng trước của Nhược Tuyết, nó đưa mình bao nhiêu vậy, đây là giọng của phùng kiến dân dượng Chu Nhược Tuyết. Cô của Chu Nhược Tuyết đáp, con bé đưa 5.000, giữ lại hơn 1.000. Giữ lại hơn 1.000, con bé này đúng là tiêu hoang, giọng của ông ta có vẻ không hài lòng. Cô Chu Nhược Tuyết nói, con bé lớn rồi, phải chú trọng ăn mặc, giữ lại tiền để chi tiêu là chuyện bình thường. Sau đó là giọng của cậu em họ Phùng Trương, bố à, bố nói thế mà không biết ngại à. Năm cậu qua đời, chỉ riêng tiền thưởng và bồi thường đã hơn 400.000. Chẳng phải bố đã dùng khoản tiền ấy để mua căn nhà này rồi sao? Hơn nữa, mỗi tháng chị Tuyết đều có 1.500 đồng tiền trợ cấp, hoàn toàn đủ để chị ấy đi học. Sau đó chị Tuyết tốt nghiệp, tháng nào cũng trích lương đưa cho bố mẹ. Thế mà bố vẫn không vừa lòng ư? Phùng Kiến dần dần giữ nói, thằng con ngốc ạ, à, bây giờ con bé đó đã tốt nghiệp đại học, tiền trợ cấp hết lâu rồi không lấy thêm tiền của nó, chờ nó lấy chồng rồi, bố biết đòi ai hả? Phùng Trương hừ giọng, con thấy bố tham lam quá, chị Tuyết mà biết sẽ buồn lắm đấy. Cô của Chu Nhược Tuyết lên tiếng, được rồi, hai bố con đừng cãi nhau nữa. Thật ra con bé Nhược Tuyết rất ngoan mà, tháng nào cũng đưa năm nghìn là nhiều lắm rồi. Phùng Kiến Dân nói, tôi chợt nhớ đến chuyện này. Hôm qua lãnh đạo của đơn vị tôi bảo rằng có người bà con là chủ nhà máy, giàu lắm, tài sản đến mấy chục triệu có điều con trai nhà đó bị bại não cần người chăm sóc người ta đang muốn lấy vợ cho con trai để nối dõi tông đường cô của chu nhược tuyết ngạc nhiên hỏi mình muốn giới thiệu nhược tuyết cho họ ông ta đáp đúng rồi mình nghĩ mà xem nhà họ có đến mấy chục triệu tiền xính lễ chắc chắn không dưới một triệu rồi đúng không con trai chúng ta đang hẹn hò rồi phải chuẩn bị sẵn một căn nhà cho nó chứ có một triệu ấy thì không cần lo chuyện mua nhà rồi Phùng Trương giận dữ nói, con không đồng ý. Bố à, nếu bố dám làm thế, con con sẽ bỏ nhà ra đi. Thế là hai bố con họ lại cãi cọ um sùm. Đứng ngoài cửa, Chu Nhược Tuyết lặng lẽ khóc, cảm thấy đau lòng vô cùng. Cô ấy không ngốc, vì sao cô lại nuôi mình, vì sao mẹ lại rời đi, cô ấy đều hiểu cả. Nhưng khi nghe được những suy nghĩ ích kỷ kia, cô ấy vẫn không thể chấp nhận. Cô ấy nhẹ nhàng lùi đi vài bước rồi quay lưng đi xuống giờ đã là tháng 10, gió đêm rất lạnh, lại có mưa phùn. Trong mưa gió lạnh lẽo, cô ấy càng thấy thương hại mình hơn. Chu Nhược Tuyết vừa đi vừa khóc nức nở. Thế giới rộng lớn là thế, nhưng cô ấy lại không tìm được ai để tâm sự nỗi lòng. Rồi cô ấy ngồi thụp xuống trong tròi nghỉ chân của khu nhà ở, tự lau nước mắt. Khóc được một lúc, cô ấy bỗng nhận được tin nhắn của Ngô Bình, Nhược Tuyết, cô quên mua ở nhà tôi này. Đọc xong tin nhắn, Chu Nhược Tuyết bèn hồi âm, xếp mang mũ đến đây giúp tôi nhé. Nào ngờ, Ngô Bình lại hỏi cô ấy đang ở đâu. Chu Nhược Tuyết giật nảy mình, vội nhắn tôi đùa thôi xếp, tôi lái xe đến lấy ngay. Cô ấy vừa về, lại phải lái xe đến số 3 đồng hồ. Đến trước cửa, cô ấy thấy Ngô Bình đã đứng chờ sẵn. Giữa gió mưa lạnh lẽo, nụ cười của anh trông ấm áp lạ thường. Quên trước quên sau, Ngô Bình vừa nói vừa đội mũ lên đầu cô ấy chu nhược tuyết đột nhiên cúi gằm mặt nói câu cảm ơn rồi quay lưng lên xe ngô bình rất tinh mắt nhận ra cô ấy đang khóc anh hỏi ngay gượm đã chu nhược tuyết sao lại khóc rồi anh không hỏi thì không sao vừa hỏi chu nhược tuyết đã không nhịn được ôm mặt khóc nấc lên ngô bình giật mình bị ai bắt nạt à chu nhược tuyết lắc đầu ngô bình nói thế thì bị làm sao chưa ăn no còn đói chu nhược tuyết bật cười cô ấy vừa cười vừa khóc giậm chân đáp ghét thật ngô bình nghiêm mặt nhược tuyết có chuyện gì cứ nói với tôi tôi không để cô uổng công gọi tôi là sếp đâu ai bắt nạt cô tôi sẽ ra mặt giúp cô mà chu nhược tuyết thuộc đội hình sự ngô bình là tổng đội trưởng là sếp của sếp cô ấy chu nhược tuyết cũng được xem là lính của anh cô ấy ngẩng đầu lên gương mặt khi khóc vẫn rất xinh đẹp Chu Nhược Tuyết nói bằng giọng đáng thương, "Sếp có thể cho tôi tá túc đêm nay không ạ?" Ngô Bình đáp, "Được chứ, nhà tôi nhiều phòng lắm, cô chọn thoải mái." Thế là Ngô Bình bảo người làm dọn phòng để cô ấy vào ở tối nay. Chương 326: Tình người ấm lạnh. Căn phòng này có phòng làm việc riêng, phòng khách nhỏ, nhà vệ sinh, vân vân, diện tích còn to hơn nhà Chu Nhược Tuyết, phong cách trang trí cao cấp vô cùng. Ngô Bình đưa cô vào trong rồi bảo trong tủ có quần áo đấy. Cô mau ngủ đi, rồi anh đóng cửa lại. Mười phút sau, Chu Nhược Tuyết đã tắm nước nóng xong và đi đến phòng Ngô Bình. Cô ấy mặc một bộ đồ ngủ bằng tơ tằm, tay ôm thú bông, trên người tỏa ra hương thơm thoang thoảng. Chu Nhược Tuyết nhìn anh, xếp có thể trò chuyện với tôi một lát không ạ? Ngô Bình nghĩ bụng, phụ nữ rắc rối thật, ừm, cô nói đi. Ngồi lún xuống chiếc sofa vải hình tròn. Chu Nhược Tuyết nói, trước đó tôi có nói mẹ tôi tái giá, thật ra không phải vậy. Sau khi bố tôi mất, đơn vị có gửi hơn 400.000 tiền hỗ trợ, có tiền trợ cấp cho mẹ và tôi nữa, mỗi tháng 3.000. Lúc ấy bà nội còn sống, bà sợ mẹ tôi lấy tiền đi rồi bỏ tôi, nên bảo cô tôi giữ số tiền đó. Thẻ ngân hàng nhận tiền trợ cấp hàng tháng cũng do cô tôi quản lý. Mẹ tôi rất giận, có một ngày, mẹ đột nhiên thu dọn đồ đạc rồi bỏ đi. Mẹ để lại một lá thư, bảo là sau này sẽ quay về thăm tôi. Nhưng đã 10 năm rồi mà bà ấy vẫn biệt tâm biệt tích. Vài năm sau thì bà nội qua đời, cô tôi dùng khoản tiền ấy để mua nhà, sau đó dùng tiền trợ cấp để trả học phí cho tôi, bảo là sẽ nuôi tôi khôn lớn. Tôi rất hiểu chuyện, không hề chi tiêu bừa bãi, sợ cô bỏ mặc tôi. Sau khi tốt nghiệp, tôi đi làm, tiền lương mỗi tháng cũng chỉ giữ lại một nghìn, còn lại đều đưa cho cô. Tôi cũng sẽ phụ giúp việc nhà ngô bình thở dài anh cảm nhận được sự bất lực năm đó của chu nhược tuyết nhưng chuyện gia đình rất khó nói anh đành chuyển chủ đề sao đột nhiên cô lại khóc chu nhược tuyết kể lại cuộc hội thoại mà mình nghe được khi đứng ngoài cửa gia đình cô dùng tiền thế nào tôi cũng không để bụng họ có ơn nuôi dưỡng tôi là người thân của tôi nhưng dượng muốn dùng hôn nhân của tôi để kiếm tiền mua nhà tôi thật sự không chấp nhận được ngô bình nhíu mày dưỡng của cô quá đáng thật đấy anh ngẫm nghĩ thế này đi cô đừng về đó nữa sau này cứ ở đây nhà tôi nhiều phòng không ở cũng để phí tiền lương cũng không cần đưa cho cô của cô nữa cứ giữ lấy mà dùng chu nhược tuyết ngẩn ra sống ở đây ấy ạ à. ngô bình đáp ừ tôi là sếp của cô cô là lính của tôi tất nhiên là tôi phải giúp cô rồi chu nhược tuyết hơi ngạc nhiên sếp à như vậy hình như không hay lắm ngô bình nói có gì mà không hay sợ tôi có ý xấu với cô à. Đừng lo, mẹ và em gái, cả ông bà ngoại tôi, đều sống ở đây. Chu nhược tuyết đỏ mặt, tôi không có ý đó, tôi. Ngô Bình vỗ vỗ bờ vai gầy của cô ấy, đoạn bảo đừng nghĩ nhiều nữa. Ngủ ngon nhé, ngày mai còn phải đi làm đấy. Chu nhược tuyết về phòng, ôm chặt thú bông vào lòng, nhắm mắt mà không sao ngủ được. Chẳng biết bao lâu sau, cô ấy mới mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ đêm đó cô mơ một giấc mộng thật dài trong mơ cô ấy được gặp bố mẹ cả nhà vui vẻ nói cười hạnh phúc vô bờ sáng hôm sau nghe thấy có người gõ cửa chu nhược tuyết vội vàng ngồi dậy ngẩn ra một lúc cô ấy mới nhớ ra đây là đâu chu nhược tuyết nói mời vào ngô mi ló đầu vào cười hì hì chị chu ơi bữa sáng chuẩn bị xong rồi chu nhược tuyết nhận ra ngô mi bèn đáp ngô mi à cả nhà cứ ăn đi chị còn phải đi làm ngô my cười nói còn sớm mà chị mẹ em đã đặc biệt sai người làm nấu bữa sáng cho chị đấy ạ à. chị xuống ăn nhé ừ được cô ấy vội vàng trải đầu rửa mặt thay đồ rồi xuống nhà dùng bữa cả nhà ngô bình đã có mặt trong phòng ăn chu nhược tuyết rất ngại hơi cúi mặt ngô bình bảo cô ấy ngồi cạnh mình đoạn giới thiệu mẹ đây là chu nhược tuyết mọi người đã gặp nhau rồi nhà cô ấy đang sửa chữa nên sẽ ở đây một thời gian Trương Lệ cười nói, ừ, nhà mình nhiều phòng, càng đông người càng vui. Ông bà ngoại cũng tươi cười nhìn Chu Nhược Tuyết, không ngớt lời khen cô ấy xinh đẹp. Bữa sáng rất phong phú, tám món ăn kèm, đủ loại đồ ngọt. Chu Nhược Tuyết ăn được một lúc đã thấy no, dù sao cũng chỉ mới đến đây ở, cô ấy chưa quen lắm, chào tạm biệt mọi người rồi vội vã đi làm. Ra đến cửa, cô ấy chẳng thấy ô tô đâu cả, vừa ngoái đầu sang thì thấy cương tử đang rửa xe giúp mình. Xem ra xe vừa mới được rửa xong. Cương Tử nói, "Cảnh sát Chu, tôi rửa xe giúp cô rồi, chờ thêm nửa phút nữa là xong xuôi." Chu Nhược Tuyết đáp, "Cảm ơn anh nhé, thật ra không cần rửa đâu." Cương Tử cười tâu, "Không sao, tôi rảnh mà." Rửa xe xong, Cương Tử đưa lại chìa khóa cho cô ấy. Chu Nhược Tuyết đạp ga, chiếc xe rời khỏi số 3 Đông Hồ. Ngô Bình vừa vươn vai vừa đi vào sân, nói với Cương Tử, "Đừng làm nữa." cương tử, qua đây đứng tấn đi. Anh vừa sáng tạo ra cách đứng tấn mới nên muốn tìm người thực hành. Cương tử là một sự lựa chọn rất phù hợp. Cương tử vâng giả rồi ngoan ngoãn chạy đến đứng tấn. Cậu ta vừa nhìn Ngô Bình vừa hỏi, cậu chủ à, hơn 30 triệu ấy, khi nào tôi mới trả được đây? Hôm qua cậu ta chạy đến tỉnh lỵ mua căn biệt thự mà Ngô Bình đã nói, giá 32 triệu. Tất nhiên, Ngô Bình là người trả tiền. Ngô Bình đáp, không cần vội thế, cứ trả từ từ. À phải, trong này có 10 triệu là tiền mừng cưới mà tôi cho cậu. Đến khi cậu và Tân Nguyệt lấy nhau, cứ sinh một đứa con thì tôi cho cậu 10 triệu. Nếu cậu sinh ba đứa thì tôi cho cậu thêm 8 triệu. Cương tử ngớ người, ngạc nhiên nhìn Ngô Bình, sao cậu chủ muốn tôi sinh nhiều con thế? Hoàng tử cường bước đến với điếu thuốc ngậm trong miệng, ngốc ạ, à, ý cậu chủ là muốn tặng nhà miễn phí đấy. Cương tử cảm động vô cùng, cậu chủ à, Cậu giúp tôi xây dựng hình tượng giàu có như vậy, có khi nào Tân Nguyệt thấy tôi giàu nên mới ưng tôi không?" Ngô Bình nhìn cậu ta như nhìn một kẻ ngốc, hỏi lại, "Cậu và Tân Nguyệt có quen biết nhau trước khi xem mắt chưa?" Cương Tử lắc đầu, "Không quen ạ, à, hôm xem mắt là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau." Ngô Bình nói, "Gặp nhau lần đầu, đôi bên chưa có tình cảm gì, tất nhiên con gái người ta có quyền chọn lựa rồi. Cô ấy có quyền tìm một chàng trai có điều kiện, nhân phẩm tốt, có tiền đồ làm bạn đời." hoàng tử cường đá cậu ta một cú rồi mắng ngốc quá nếu không thu hút được phái nữ thì làm sao mà hẹn hò yêu đương được cương tử gãi đầu rồi ồ một tiếng ở trong sân ngô bình đang luyện quyền ôn dưỡng quyền ý một lát sau anh nhận được điện thoại từ trần tử du trong điện thoại trần tử du có vẻ rất sợ hãi cô ta cuống cuồng nói bác sĩ ngô à anh đã vẽ bùa xong chưa ngô bình nhẹ nhàng hỏi chẳng phải cô không tin vào bùa sao, cô Trần. Trần Tử Du cười gượng, bác sĩ Ngô à, là tôi sai. Tối qua tôi lại trông thấy thứ đó, sau khi tỉnh lại, tôi thấy cả người cực kỳ khó chịu. Rồi có một công ty Âu Mỹ gọi đến, hy vọng tôi bán công thức cho họ. Tôi còn nghe ra ý của họ là, nếu tôi không bán cho họ thì sẽ gặp rắc rối. Ngô Bình ngẫm nghĩ dây lát bèn bảo, xem ra, đúng là có kẻ muốn ám hại cô. Thế này đi, cô hãy lập tức đến huyện Minh Dương. Bây giờ Trần Tử Du đã cực kỳ tin tưởng Ngô Bình, vội vàng đáp được, tôi sẽ đến đó ngay. Chương 327, chỉ anh ấy mới có thể bảo vệ cô. Cúp máy xong, Ngô Bình suy nghĩ giây lát rồi gọi cho Đường Tử Di. "Tử Di à, em đã đăng ký công ty đầu tư của chúng ta chưa?" anh hỏi. Đường Tử Di đang ở phòng làm việc, cô ấy đáp, "Rồi, công ty đầu tư Bình Thần, anh thấy tên này thế nào?" Ngô Bình nói, "Được. Nếu em rảnh thì đến huyện Minh Dương ngay nhé, đoạn anh thuật lại chuyện của Trần Tử Du. Đường Tử Di ngạc nhiên, miếng mỡ to thế này, bảo sao có kẻ ra tay với Trần Tử Du. Ngô Bình bảo, bây giờ anh phải bảo vệ Trần Tử Du, thu mua công thức pha chế thuốc của cô ta. Đường Tử Di ngây ra, anh muốn qua mặt Phương thiếu sung à? Làm vậy có đắc tội người ta không? Ngô Bình trả lời, họ vẫn có thể đầu tư, có điều công ty cần đầu tư biến thành công ty của chúng ta thôi. Đường Tử Di nói được, em xuất phát ngay. Hai giờ sau, xe của Trần Tử Du đã đến số ba Đông Hồ. Ngô Bình mời cô ta và cấp dưới vào phòng khách. Hiện giờ vẻ mặt của Trần Tử Du rất mệt mỏi, trong mắt đầy tơ máu. Rõ ràng cô ta đã không có giấc ngủ ngon. Bác sĩ Ngô à, hôm qua thái độ của tôi không được tốt, chân thành xin lỗi anh. Rút lời, cô ta cúi người xin lỗi Ngô Bình. Ngô Bình đáp không sao, cô đến tìm tôi chứng tỏ đã tin tưởng tôi rồi. Trần Tử Du thở dài, phải, bây giờ tôi chẳng biết làm sao cả. Ngô Bình hỏi, công ty nào đã liên lạc với cô? Trần Tử Du trả lời, công ty Suri của Mỹ, năm ngoái đạt doanh thu hơn 50 tỷ, lợi nhuận 20 tỷ, là một công ty dược phẩm rất lớn. Ngô Bình hỏi tiếp, thế công ty Suri đưa ra điều kiện gì cho cô? Trần Tử Du đáp, 100 triệu đô, và cổ phiếu Suri trị giá 300 triệu đô. Họ nói, nếu loại thuốc mới ra thị trường, giá cổ phiếu sẽ có giá hơn 1 tỷ đô. Ngô Bình nói, mua công thức với giá rẻ như thế, bảo sao cô không muốn bán. Trần Tử Du lắc đầu, tôi không đồng ý không phải vì chuyện giá cả. Tôi chỉ muốn thuốc mới được sản xuất trong nước thôi. Nước ta đã có hơn 80 triệu người nhiễm virus. Nếu bán công thức cho Suri, giá thuốc chắc chắn sẽ rất cao, người dân nước ta sẽ không mua nổi. Ngô Bình cười bảo, không ngờ cô Trần lại có trách nhiệm như vậy. Tôi rất hâm mộ ngừng lại một chút anh nói tiếp lát nữa chủ tịch đường tử di của tập đoàn đường thị sẽ đến đây chúng ta có thể bàn chuyện hợp tác trần tử du sửng sốt chúng ta hợp tác ngô bình đáp phải công thức điều chế thuốc của cô là miếng mỡ ngon trong mắt nhiều người hiện giờ chỉ tôi mới có thể bảo đảm sự an toàn của cô đồng thời thỏa mãn được điều kiện của cô trần tử du nói bác sĩ ngô à phải đầu tư rất lớn để sản xuất loại thuốc này tôi từng bảo nhân viên tính toán rồi khoản đầu tư 3 năm đầu phải hơn 50 tỷ. Hơn nữa, 3 năm sau, loại thuốc mới này cũng chưa chắc có thể sản xuất hàng loạt. Ngô Bình đáp, không sao, chuyện tốt thì không ngại chờ. Tôi đã quyết định đầu tư, tất nhiên là có đủ sự kiên nhẫn. Trần Tử Du suy nghĩ một lúc mới nói, bác sĩ Ngô à, tôi đúng là không có mắt nhìn người, thật không ngờ anh lại đủ sức đầu tư. Ngô Bình trả lời, không phải đầu tư, mà là tôi muốn mua đứt công thức của cô. Dĩ nhiên, tôi sẽ chia lợi nhuận cho cô, đồng thời tuyển cô về làm kỹ sư A&D cấp cao của chúng tôi với mức lương cao. Trần Tử Du nhìn anh, anh sẽ không bán ra nước ngoài chứ? Không đâu, chúng tôi sẽ tự sản xuất, Ngô Bình nói. Vậy, anh định giá loại thuốc mới này bao nhiêu? Ngô Bình đáp, còn tùy vào chi phí, nhưng chắc chắn sẽ không quá cao. Trần Tử Du gật đầu, tôi đã cho người tính toán rồi. Với sản lượng 5 triệu, Lượng thuốc cần thiết để điều trị cho một bệnh nhân sẽ có chi phí không dưới dưới 10.000. Khi sản lượng đạt 20 triệu hộp, chi phí trung bình có thể giảm xuống khoảng 5.000. Chi phí sẽ tiếp tục giảm khi sản lượng tăng lên. Ngô Bình tiếp lời, nếu chi phí là 10.000, giá thuốc sẽ không vượt quá 30.000. Trần Tử Du nói, 30.000 thì chấp nhận được. Dù sao thì 3 năm đầu phải đầu tư mấy chục tỷ mà. Ngô Bình hỏi, chắc hẳn cô Trần đã từng nghiên cứu thị trường Cô có thể chia sẻ với tôi không? Trần Tử Du gật đầu, với thị trường trong nước, có hơn 13 triệu người trong số hơn 80 triệu bệnh nhân tự chi tiền để mua thuốc của chúng tôi. Sau 1, 2 năm, khi thuốc được đưa vào dự án đấu thầu bảo hiểm y tế, giá thuốc giảm xuống còn khoảng 10.000, chi phí bình quân 2.000. Khi ấy sẽ có khoảng 50 triệu người được điều trị. Ngô Bình ngẫm nghĩ một hồi mới nói, 13 triệu người tự chi tiền mua Tính theo giá bán lẻ 30.000 thì doanh thu tầm 400 tỷ. 50 triệu người sau đó được điều trị, tính theo giá 10.000 thì doanh thu đạt 500 tỷ. Trong 7 năm, doanh thu trong nước đạt tầm 900 tỷ. Trần Tử Du gật đầu, tình hình ở nước ngoài phức tạp hơn. Chỉ khoảng 20 triệu người có tiền mua thuốc của chúng tôi. Ngô Bình gật gù, thế là ổn rồi, như vậy lợi nhuận đã rất khả quan. Cả hai trò chuyện được hơn 1 giờ thì Đường Tử Di có mặt Cô ấy dẫn thư ký, kế toán và luật sư theo, sẵn sàng cho cuộc đàm phán. Ngô Bình giới thiệu đôi bên với nhau, sau đó đưa ra đề nghị của mình. Đường Tử Di nói, nếu cô Trần có nhã ý hợp tác, mong cô báo giá càng sớm càng tốt nhé. Trần Tử Du vẫn đang suy nghĩ, cô ta ngừng lại một chút rồi nói, tôi muốn một tỷ tiền mặt và 5% lợi nhuận hàng năm. Đường Tử Di cười bảo, cô Trần à, chúng tôi phải đầu tư hàng chục, hàng trăm tỷ vào dự án này. 5% là quá nhiều thế này đi tôi sẽ đưa cho cô 3 tỷ tiền mặt và 3% lợi nhuận cô thấy sao Trần tử du cao mày cô đường à cô không phải là người duy nhất mà tôi có thể hợp tác đường tử di đáp Tất nhiên nhưng với tình hình hiện giờ chỉ có anh ngô của chúng tôi mới có thể bảo vệ cô thôi à phải để tôi giới thiệu Ngô bình cho cô biết Trần tử du sướng ra tôi quen anh ấy không cần cô giới thiệu đường tử di lắc đầu không cô chưa hiểu hết về anh ấy đâu. Ngô Bình là người của thần Võ Ti, bản thân anh ấy cũng là tông sư cảnh giới thần, sư phụ của anh ấy là một địa tiên có địa vị rất cao. Ngừng lại giây lát, đường tử di nói tiếp, nói rõ hơn, khi hợp tác với chúng tôi, cô là đối tác. Nếu hợp tác với kẻ khác, cô chỉ là con mồi. Sự khác biệt này, có lẽ cô hiểu hơn tôi. Sau một lúc suy tư, Trần Tử Du khẽ thở dài, trả lời, được, tôi đồng ý với điều kiện của cô. Đường tử di cười nói cảm ơn cô Trần đã hiểu. Lúc này Ngô Bình mới lên tiếng, tôi sẽ giúp cô Trần cải thiện sức khỏe trước nhé. Chuyện hợp đồng để mai ký kết cũng chưa muộn. Rồi anh dùng cách châm cứu và xoa bóp, cùng sự hỗ trợ từ chân khí màu vàng, để giúp Trần tử du khỏe hơn. Sau đó anh bảo cô ta về phòng nghỉ ngơi. Sau khi được trị liệu, Trần Tử Du thấy rất dễ chịu, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ. Những người còn lại đều ở phòng khách, Ngô Bình và Đường Tử Di thì vào phòng làm việc của anh. Đường Tử Di đưa một sấp tài liệu cho anh, đó là công ty mà cô ấy đã đăng ký giúp Ngô Bình, sau này chuyện sổ sách tiền bạc của anh đều thông qua công ty này. "Em đã chuyển 10 tỷ vào tài khoản công ty này, về sau anh có thể viết chi phiếu rồi." Ngô Bình xem xong bèn cười hỏi, "Công ty ái di? Tên này do em đặt à?" Đường Tử Di đỏ mặt, "Không được hả?" Ngô Bình giơ ngón cái, "Đặt tên rất hay." Đường tử di đảo mắt với anh, à phải, ông nội em thu mua số đồ cổ của anh rồi, định giá chừng 700 triệu. Đây là chi phiếu. Ngô Bình nhận lấy tấm chi phiếu 700 năm triệu, anh búng nhẹ nó, cười nói cảm ơn ông nội giúp anh nhé. chương 328, cú đấm chết người. Lấy được số tiền này rồi thì khoản tiền vốn trong tay anh đã vượt quá con số 30 tỷ. Trong đó bao gồm 10 tỷ DTD chuyển vào tài khoản công ty, 7,5 tỷ anh kiếm được ở sòng bạc miến điện, 500 triệu anh kiếm từ mấy chuyện lặt vặt, với 4 tỷ còn lại trong tay. Cộng hết mấy khoản ấy lại đã được hơn 30 tỷ rồi. Đó là chưa kể các khoản đầu tư lớn vào nhà máy dược phẩm của Lý Quảng Long, nhà máy hóa chất của nhà họ Chu, thị trấn Phỉ Thúy, 50 triệu cổ phiếu, 60 tỷ mà thị trấn Phỉ Thúy đang nợ. Nếu tính cả những khoản ấy vào thì anh đã trở thành đại gia sở hữu tài sản hàng trăm tỷ rồi. Anh nói, tử di, chúng ta sắp đầu tư vào công ty này, Em định bán bao nhiêu quyền cổ phiếu? DTD đáp, lợi nhuận cả nghìn tỷ, hai chúng ta không nuốt nổi đâu. Thế này đi, chúng ta sẽ bán 40% trong số đó. Anh thấy sao? Ngô Bình tiếp lời, nhà họ Dương, nhà họ Lý, nhà họ Phương, bọn họ là những bên tham gia sớm nhất. Mỗi người sẽ được chia không quá 5% quyền cổ phiếu. 25% còn lại, anh định bán cho phía chính quyền địa phương? DTD chớp mắt, ý anh là tỉnh ca. Ngô Bình gật đầu, tỉnh ca, tỉnh lỵ, huyện Minh Dương đều có thể bỏ vốn, lấy cổ phần. Anh còn muốn chia cổ phần cho Diệp Huyền và nhà họ Triệu ở thủ đô. DTD hỏi, định giá bao nhiêu thì ổn nhỉ? Ngô Bình đáp, chúng ta đầu tư rất nhiều trong giai đoạn đầu, định giá 100 triệu đi, chia thành 1 triệu cổ phiếu, 100.000 mỗi cổ phiếu. Cả hai bàn sơ kế hoạch với nhau, chớp mắt đã đến giờ cơm. Ngô Bình gọi điện đặt cơm ở chỗ mê kia. Trần Tử Du vẫn đang ngủ, không ra ăn trưa. Ngô Bình không bảo ai gọi cô ta dậy cả. Dùng cơm xong, anh dạy đoàn thể thuật sơ cấp cho DTD. Cả hai tập luyện trong phòng, Ngô Bình thừa cơ sờ soạng DTD rõ nhiều, chốc chốc lại chịu mấy cú đấm yêu của đối phương. Hai người vui đùa không biết mệt, cũng chẳng biết là ai lợi dụng sờ soạng ai nữa. Không bao lâu sau, anh nghe giọng cương tử vọng từ ngoài cửa vào, cậu chủ, có cô lạc mộng trần đến tìm ạ. Sao cô ta lại đến nhỉ? Ngô Bình Cao mày hỏi, bao nhiêu người đến đây vậy? Ba người, toàn là nữ thôi, cương tử trả lời. Lúc này anh đang ôm chân của DTD sờ tới sờ lui. Cô ấy giận dữ chừng mắt hỏi anh, ai đấy hả? Ngô Bình đáp, người đông doanh, chắc là đến bàn chuyện làm ăn với anh. Đi thôi, ra gặp khách nào. Trong phòng khách, Lạc Mộng Trần đã đứng chờ sẵn. Vừa trông thấy Ngô Bình, cô ta đã cúi người thật sâu, "Anh Ngô Bình, chúng ta lại gặp nhau rồi." Ngô Bình gật đầu, "Cô Lạc à, chẳng phải tôi đã bảo cô hỏi kỹ rồi hãng bàn à?" "Sao cô lại đến đây rồi?" "Là tôi bảo con bé đến." Bên ngoài lại vang lên một giọng nói khác, Lạc Trường Sinh đang tươi cười, cười bước vào. Ngô Bình nhướng mày, "Đến rất đúng lúc. Ở đây không tiện nói chuyện, đổi địa điểm đi." Anh lập tức gọi mọi người bao gồm cả trần tử du đến số một đông hồ hai căn khá gần nhau đi bộ vài bước là đến rồi số một đông hồ có diện tích lớn hơn lại không có người nhà anh hành sự cũng thuận tiện hơn anh mời riêng lạc trường sinh và lạc mộng trần đến một phòng khách cho người bưng trà nước ra đoạn cất lời lần trước tôi đã bảo rồi tôi không có hứng thú với việc đến đông doanh kết hôn lạc trường sinh gật đầu tôi biết mọi chuyện đều có thể thương lượng nhưng bây giờ tôi đang gặp khó khăn Mộng Trần đang dần mất quyền kiểm soát sản nghiệp. Nếu tôi không thể sớm lấy lại tu vi, e là biến thành kẻ nghèo hèn. Ngô Bình nhíu mày, ông muốn tôi chữa trị cho ông trước. Lạc Trường sinh đáp phải. Tất nhiên, hiện giờ Mộng Trần vẫn có thể sử dụng một khoản tiền mặt. Chúng tôi có thể đưa cho cậu số tiền này trước. Hơn nữa, kể từ bây giờ, Mộng Trần sẽ là người phụ nữ của cậu. Ngô Bình hỏi, bao nhiêu? Lạc Trường Sinh trả lời, khoảng 500 tỷ tiền đông doanh. Vậy là chừng 32 tỷ, Ngô Bình ngẫm nghĩ giây lát rồi cất lời, "Được, tôi có đứng tên một công ty, hai người cứ chuyển tiền vào tài khoản công ty trước." Lạc Mộng Trần lập tức căn dặn người bên cạnh mình làm việc. Chưa đến 10 phút sau, Ngô Bình đã nhận được tin nhắn chuyển khoản, mà còn là chuyển tiền Viêm Long. Nhận được tiền rồi, anh nói với Lạc Trường Sinh, "Ông Lạc, tôi có thể trị khỏi cho ông. Nhưng nếu ông muốn hồi phục hoàn toàn thì phải tính tu ít nhất 10 năm mới lấy lại tu vi." lạc trường sinh nhẹ nhàng đáp chỉ cần hồi phục tu vi thì bao lâu cũng không thành vấn đề về những vật liệu kia tôi có cách ngô bình gật đầu được tôi viết danh sách cho ông ông gom đủ vật liệu rồi đến tìm tôi anh lấy giấy bút ra viết một danh sách đưa cho lạc trường sinh lạc trường sinh nhìn qua một lần rồi cùng lạc mộng trần đứng dậy chào tạm biệt sau khi trời tối ngô bình gọi đám người tống tiểu lương quan bộ vân đến rồi anh bảo mế kiến giao đồ nướng thịt và bia, bọn họ làm tiệc nướng trong sân. Ngô Mi và Chu Nhược Tuyết cũng đến góp vui. Khoảng sân nhỏ lập tức náo nhiệt hẳn lên. Trần Tử Du ngủ suốt nửa ngày nên tinh thần đã khá hơn rất nhiều, cảm giác đã lấy lại trạng thái trước đây. Cô ta vô cùng cảm kích Ngô Bình, nâng ly kính anh. Lúc này, cách số một đồng hồ vài trăm mét có một người mễ cao to tách đám lao sậy để tiếp cận căn biệt thự. Mệnh lệnh truyền vào tai nghe. Mục tiêu, Trần Tử Du. Nhiệm vụ của anh là đưa cô ta đi. Nếu có kẻ ngăn cản, có thể giết chết. Người đàn ông ấy đáp, đã rõ. Khi người đàn ông còn cách bức tường sân hơn 100 mét, đôi tai của Ngô Bình khẽ rung lên. Nhờ tu luyện thần thức, thính lực của anh tốt cực kỳ, lập tức nghe được có cao nhân đang đến gần. Anh gọi Hoàng Tử Cường, trông chừng, sau đó tức tốc xải bước về phía góc tường. Khi đến nơi, anh nhẹ nhàng nhảy qua bức tường ấy. Người đàn ông cao to lập tức dừng lại, vì đứng cách đó 30 mét là một người viêm long trẻ tuổi đang nhìn chằm chằm vào gã. Người đàn ông cao to kia cười khẩy, gã đột một tăng tốc, lao thẳng về phía ngô bình. Gã nghĩ cú húp này của mình chắc chắn có thể hút vỡ xương cốt toàn thân của đối phương. Người này hệt như xe tăng hình người, mặt đất rung chuyển ầm ầm, càng lúc càng nhanh. Ngô Bình cười khẩy, anh xài bước ra nghênh tiếp gã, sau đó vung ra một cú đấm, Cú đấm trực diện chuẩn xác sở hữu sức mạnh kinh hồn, dễ dàng phá vỡ lớp phòng vệ của gã, vung thẳng vào tim. Ầm. Um, cơ thể người đàn ông cao to kia khựng lại ngay lập tức, sau lưng nhô ra dấu vết của nắm đấm. Và vào chính lúc ấy, máu từ tim gã chảy ra ào ào, làm vỡ tung mọi mao mạch. Giây tiếp theo, đôi mắt gã đỏ như máu, da cũng đỏ, máu chảy ra từ tai, mũi, thậm chí là lỗ chân lông. Ngô Bình Thu nắm đấm về, người đàn ông cao to kia ngã xuống đất, đã tắt thở. Anh lập tức gọi Hoàng tử Cường đến xử lý thi thể, còn anh tiếp tục uống rượu, ăn xiên nướng. DTD nghe thấy tiếng động, thì thào hỏi có người đến. Ngô Bình gật đầu, có lẽ là người do công ty Suri phái đến, bị anh giải quyết rồi. Lúc này, có một người đàn ông đứng trên tầng cao nhất của biệt thự. Kẻ này mặc áo choàng đen, dáng mảnh khảnh, mắt nhìn chăm chăm vào người đang ăn thịt nước bên dưới. Đột nhiên, kẻ này niệm một loạt câu chú phức tạp và quái lạ, hai tay vẫy vẫy, một làn khói trắng bay xuống mặt đất. Ngô Bình bất ngờ ném mũi khoan làm băng thép không gì trong tay lên tầng thượng. Vút, sáu mũi khoan thép cắm thẳng vào đầu của người đứng ở tầng thượng. Vị cao thủ đang niệm chú ấy còn chẳng kịp hét lên thì đã nhũn người ngã xuống, cơ thể không ngừng co giật. chương 329, thành viên hắc thạch. Ngô Bình nhẹ nhàng nhảy lên, tay bám vào mái hiên để mượn lực, chỉ trong chớp mắt đã đến tầng thượng. Anh nhìn tên sát thủ vẫn chưa chết hẳn, lạnh lùng nói, huyễn thuật không tệ, nhưng anh không nên đến gần tôi trong phạm vi 100 mét. Trong 100 mét, tôi giết anh dễ như trở bàn tay. Kẻ nọ cục cựa vài cái, ánh mắt lộ vẻ không cam tâm, sau đó thì im bặt. Ngô Bình gọi cho Diệp Thiên Tông, đại sư huynh à, công ty Seri của Mễ phái sát thủ đến, em đã xử lý rồi. Trong tình huống này, em có thể phản kích không? Diệp Thiên Tông nổi trận lôi đình, đám người này đúng là quá ngang tàng. Sư đệ, cậu ở nhà đợi tin, chuyện phản kích cứ để anh. Ngô Bình cười đáp vâng, em chờ tin của sư huynh. Anh đã gia nhập Thần Võ Tinh một thời gian, từng trò chuyện với những nhân vật lớn như Đoàn Long, biết rằng có một số quy tắc cơ bản giữa các nước lớn, ví dụ như trả thù đồng đẳng. Trả thù đồng đẳng, nghĩa là anh đối với tôi thế nào, tôi cũng sẽ đối với anh thế ấy, mà còn hung tợn hơn, tàn nhẫn hơn công ty Suri dám cử người đến sát hại nhân vật quan trọng của Viêm Long, vậy thì Viêm Long cũng sẽ ra tay với người của Suri. Diệp Thiên Tông và Đoàn Long trao đổi qua điện thoại, có hai nhân vật quyền lực này ra mặt, chỉ sau nửa giờ đồng hồ, ba ông chủ đứng sau công ty Suri đều bị ám sát, hai trong số đó bị thương nặng, một người chết thảm. Giới lãnh đạo của Suri đều chấn động, một giờ sau mới lấy được số liên lạc với Viêm Long qua bên trung gian. Sau đó, Công ty Surrey lập tức ngừng mọi hành động trái pháp luật, đồng thời gửi lời xin lỗi đến Ngô Bình và Trần Tử Du. Thế nên khi tiệc nướng chưa kết thúc, Trần Tử Du và Ngô Bình đã lần lượt nhận được cuộc gọi xin lỗi từ Martin Garcia, chủ tịch công ty Surrey. Trong điện thoại, chủ tịch Surrey hy vọng sau khi nghiên cứu và phát triển loại thuốc mới thành công, họ có thể lấy quyền đại lý thuốc ở Nam Bắc Mỹ Châu và Âu Châu. Kết thúc cuộc gọi, Trần Tử Du cực kỳ ngỡ ngàng, cất tiếng hỏi: Sao công ty Surrey lại từ bỏ thế này? Còn xin lỗi tôi nữa. Ngô Bình cười đáp vì bọn họ là người thông minh. Trần Tử Du không ngốc. Qua chuyện này, cô ta đã hiểu được năng lực của Ngô Bình. Bèn nói, anh Ngô, cô Đường, hôm nay trăng rất đẹp, chỉ bằng chúng ta ký hợp đồng nhé. Đường Tử Di cười bảo, được thôi. Thế là công ty đầu tư mà Ngô Bình và Đường Tử Di thành lập đã mua đứt loại thuốc mới của Trần Tử Du. Lúc mọi người giải tán và nghỉ ngơi đã là một giờ sáng đường tử di kéo ngô bình đi xoa bóp cho mình, tắm xong, cô ấy còn cố tình mặc một chiếc váy ngủ tơ tằm. Ngô bình khao khát cô ấy lâu lắm rồi, xoa bóp được mấy cái, tay đã bắt đầu dở trò. Nhưng không đợi anh tiến thêm một bước, đường tử di đã chủ động quàng cổ anh, ghé đôi môi đỏ mọng lại gần. Dày vò suốt một đêm, chờ đến khi ngô bình thỏa mãn, đường tử di đã mệt đến mức không muốn động đậy, còn cắn lung tung lên người anh. Bị cô ấy cắn, ngô bình kêu oai oái, trên người đã có thêm mười mấy dấu răng 5 giờ sáng đường tử di mới vào giấc ngủ mơ mơ hồ hồ ngô bình cũng thiếp đi cốc 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 tiếng gõ cửa ồn ào làm anh tỉnh giấc còn ngáy ngủ anh bực bội nói ai đấy giọng ngô mi vang lên ngoài cửa anh ơi đến giờ ăn trưa rồi ạ à? đường tử di cũng choàng tỉnh cô ấy hoảng hốt bèn cấu mạnh vào tay ngô bình ngô bình húng hắng đáp anh biết rồi anh ra ngay vâng thế anh nhanh lên nhé, Ngô Mi nói xong thì rời đi. Ngô Bình thở phào, anh và đường tử di vội vã rời giường, thay đồ. Đến khi họ tắm rửa và trở về số 3 đồng hồ thì nửa giờ đã trôi qua. Trần Tử Du đã ra về từ sớm, chỉ còn người nhà anh. Trương Lệ hít mắt cười nói, Tử Di, hai đứa vất vả cả đêm rồi, mau lại đây ăn đi. Đường Tử Di ngưỡng vô cùng, không dám trả lời, chỉ cúi đầu ngồi xuống. Ngô Bình hắng giọng, vội vã đổi chủ đề, mẹ à, Trương Lập Quân và Trương Khải Thần không đến đây nữa chứ. Hai người đó là em họ và cháu họ của ông ngoại anh, tính tình tệ hại, hở tí là mượn tiền, không bao giờ chịu trả, tiếng xấu đồn khắp thôn. Trương Lệ đáp, không đến nữa. Mẹ nghe bảo Trương Khải Thần vay nặng lãi 3 triệu rồi thua sạch trong một đêm, bây giờ cả nhà họ đã bỏ trốn đến nơi khác. Ngô Bình cười khẩy, đáng đời. Dùng bữa xong, đường tử di xấu hổ quá nên chẳng bao lâu sau đã tạm biệt mọi người và trở về Vân Kinh. Đến xế chiều, có số lạ gọi cho Ngô Bình, chào chủ nhiệm Ngô. Tôi là Dương Đoạn, thành viên Hắc Thạch. Ngô Bình nói, xin chào, mọi người đến rồi à? Phải, chủ nhiệm Ngô, sáu thành viên chủ chốt đều đã đến huyện Minh Dương, Dương Đoạn đáp. Ngô Bình bảo, tôi đang ở số một đông hồ, mọi người đến đây đi. Được. Sau khi gia nhập Thiên Long, cuối cùng Ngô Bình cũng được gặp cấp dưới của mình. Trước biệt thự số 1, hai chiếc ô tô biển số nước ngoài đỗ ngay lối vào. Có 6 người từ trên xe bước xuống, gồm 4 nam hai nữ. Tu vi của họ đều cao, 4 người ở cảnh giới thần, hai người là tiên thiên. 6 người họ đứng trước mặt Ngô Bình, cùng cúi chào chủ nhiệm Ngô. Thành viên Hắc Thạch đã có mặt. Ngô Bình gật đầu, vào nhà rồi nói chuyện. Sáu người đồng loạt đi theo Ngô Bình vào đại sảnh và ngồi xuống. Ngô Bình quan sát cấp dưới của mình, cười bảo, giới thiệu về mình đi. Một cao thủ tiên thiên chừng 40 tuổi, vẻ ngoài như dũng sĩ, phong thái oai vệ, cao gần mét 9, ôm quyền nhìn anh, chủ nhiệm Ngô, tôi là Dương Đoạn, thành viên tiên phong mở đường của Hắc Thạch. Một người đàn ông khoảng 30 tuổi, dáng dấp không cao, cũng là cao thủ tiên thiên, trông rất nho nhã, mặc âu phục trắng, xoay xoay con dao phẫu thuật trong tay một cách cực kỳ linh hoạt. Anh ta hơi cúi người, chủ nhiệm Ngô, tôi là Lâm Bạch, tình báo viên của Hắc Thạch. Ngô Bình gật đầu, nhìn sang một cậu trai khác. Cậu trai nọ chừng 16, 17 tuổi, tóc trắng xóa, trông rất phấn khởi, cao khoảng 1m78. Khí tức của cậu ta rất mạnh, là cao thủ cảnh giới thần, hai con dao ngắn dắt bên thắt lưng. Chủ nhiệm Ngô, tôi là Thường Minh, phụ trách trinh sát và báo động. Hai cô gái trông giống như người dân tộc thiểu số, một người tên cổ lệ, rất xinh đẹp, da trắng với đôi chân dài. Một người tóc vàng mắt xanh, mặc váy da, tên là Vi Lạp. Cả hai cô gái đều là cao thủ cảnh giới thần, đôi mắt to tròn chấp chấp, nửa cười nửa không nhìn người chủ mới của mình. Họ là tình báo viên và thích khách của Hắc Thạch, nhờ vẻ ngoài xinh đẹp, hai cô gái có ưu thế rất lớn khi hành động. Người cuối cùng là một ông lão xấu xí nhăn nheo, mặc đồ tôn trung sơn màu xám, đi giày da to, tay cầm tẩu thuốc đồng cán gỗ, cũng là cao thủ cảnh giới thần đó là chú trác giỏi dùng độc, bố trận, phụ trách việc hậu cần của cả hắc thạch. Sáu người giới thiệu xong, Ngô Bình mới gật đầu nói tôi là Ngô Bình. Sau này tôi chính là chủ của mọi người, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Lâm Bạch cất lời, chúng tôi đến đây, thứ nhất là để gặp chủ nhiệm, thứ hai là vì gần đây tỉnh ca xuất hiện hai cao thủ tà đạo của Đông Doanh. Chúng tôi nghi ngờ phía Đông Doanh có âm mưu. Ồ, hai cao thủ à, có điều tra được là ai chưa, anh hỏi ngay. Lâm Bạch Đáp, một người là nhẫn thánh Inoue Kazuo, người kia là kiếm thánh Nakamura Tengo. Nhẫn thánh và kiếm thánh có lẽ đều sở hữu tu vi ở cấp võ thần. Hai cao thủ xuất hiện cùng lúc, Ngô Bình lập tức nhíu mày hỏi, họ đang ở đâu? Họ đang ở thành phố Vân Đình, dẫn theo rất nhiều thuộc hạ, đa số là ninja thượng đẳng và đại kiếm sư. Chủ nhiệm à, hai cao thủ này đều là đệ tử của Oda Tamura. Ngô Bình hơi kinh ngạc, Oda Tamura ư? Chẳng lẽ họ đến tìm tôi? Chương 330, chữa trị cho Lạc Trường Sinh. Lâm Bạch nói, chúng tôi đã âm thầm điều tra, hai người này có vẻ đang tìm ai đó, nhưng rõ ràng không phải chủ nhiệm. Ngô Bình hỏi, đã báo cáo chuyện này chưa? Lâm Bạch đáp, đã báo cáo, phía trên yêu cầu giám sát nghiêm ngặt, một khi phát hiện bọn họ gây bất lợi cho Viêm Long thì giết chết ngay. Ngô Bình gật đầu, ở địa bàn Viêm Long, họ sẽ không dám manh động gây chuyện tiếp tục điều tra đi, có tin gì thì báo ngay cho tôi. được. chú chắc lên tiếng, chủ nhiệm, nếu muốn chủ động hơn, tôi có thể bày sát trận, khiến họ xa bấy, một lưới diệt gọn bọn đông doanh này. ngô bình xua tay, không cần vội, quan sát bọn họ muốn làm gì trước đã. anh ngừng một chút rồi nói tiếp, à, mọi người thấy địa điểm làm việc của hắc thạch nên đặt ở đâu? xương đoạn đáp, chủ nhiệm có thể chọn thạch thành, thủ phủ tỉnh ca. Ngô Bình gật đầu, vậy chọn Thạch Thành đi. Anh tạm thời sắp xếp 6 người họ ở số 1 đông hồ, bảo chú chắc đến Thạch Thành để chuẩn bị văn phòng làm việc, những người còn lại ở huyện Minh Dương chờ lệnh. Khi anh thu xếp xong mọi chuyện thì trời đã tối. Khoảng 7 giờ, Lạc Trường Sinh và Lạc Mộng Trần lại ghé thăm. Ngô Bình hỏi, ông đã thu thập đủ những thứ mà tôi cần chưa? Sắc mặt Lạc Trường Sinh rất tệ, phía đông doanh phái cao thủ đến, tôi đang gặp nguy hiểm. Ngô Bình lập tức nghĩ đến Nhẫn Thánh và Kiếm Thánh, bèn nói: "Bảo sao hai võ thần kia đến Viêm Long, ra là để giết ông." Lạc Trường Sinh hừ giọng: "Oda Tamura phái đến đấy, lão ta là đại cổ đông của tập đoàn Sanio, muốn trừ khử tôi để lấy hết tài sản của tôi." Ngô Bình hỏi: "Đây là chuyện của đông doanh các ông mà nhỉ? Sao lại chạy đến tìm tôi?" Lạc Trường Sinh nghiêm mặt đáp: "Cậu Ngô, tôi là người Viêm Long. Nay có người đông doanh muốn giết tôi." lẽ nào cậu ngoảnh mặt làm ngơ? Ngô Bình nhìn ông ta, ông bảo ông là người viêm long. Được thôi, thế chúng ta thỏa thuận với nhau nhé. Sau khi tôi chữa khỏi cho ông, ông sẽ đến Hắc Thành để làm việc cho tôi, sao hả? Lạc trường sinh cao mày, làm việc dưới trướng cậu. Ngô Bình đáp, không phải mãi mãi, ông chỉ cần làm việc cho tôi 10 năm là được. Bây giờ Lạc Trường Sinh chẳng còn chỗ nào để đi, nếu Ngô Bình không ra tay cứu giúp, Ông ta chẳng còn bao nhiêu cơ hội sống sót nữa. Im lặng một hồi, ông ta mới nói, "Được, tôi đồng ý. Nếu cậu cứu tôi, tôi bằng lòng làm việc 10 năm ở hắc thạch. Nhưng tôi chỉ nghe lệnh của cậu, kẻ khác đừng hòng sai phái tôi." "Không thành vấn đề." Ngô Bình cười, "Nào, để tôi khôi phục tu vi giúp ông." Lạc Trường Sinh ngẩn ra, "Nhưng tôi chưa thu thập đủ vật liệu mà cậu cần." "Không cần nữa." Ngô Bình nói, "Bây giờ đang vội, tôi sẽ dùng cách khác." anh bảo những người khác ra ngoài canh gác gọi riêng lạc trường sinh vào phòng bắt đầu phục hồi thần niệm cho ông ta vấn đề của lạc trường sinh là bị kẻ khác ám hại khi đoạt thai thần hồn bị lời chú gây tổn hại rất nghiêm trọng điều anh cần làm là giải trừ lời chú này và khôi phục thần hồn đã bị tổn thương của đối phương anh yêu cầu lạc trường sinh ngồi thẳng lòng bàn tay phải ấn lên đầu ông ta miệng thốt ra mấy âm thiết kỳ lạ trong phiến ngọc có ghi lại rất nhiều thông tin về chú thuật trong đó có cách phá chú và giải chú. Theo phán đoán của anh, Lạc Trường Sinh đã trúng một loại chú chấn hồn, tuy không quá cao siêu nhưng đây không phải là thứ mà Lạc Trường Sinh có thể chống cự. Thời gian trôi qua, Lạc Trường Sinh cảm thấy tinh thần của mình càng ngày càng thoải mái, một loại năng lượng trói buộc nào đó đang dần biến mất. Nửa giờ sau, ông ta thấy toàn thân thư thái, đột nhiên mở mắt ra rồi nói cảm ơn cậu, cậu Ngô. Ngô Bình thả tay ra, vẻ mặt hơi mệt mỏi thực hiện chú thuật cần dùng đến thần thức của anh, tổn hao rất lớn. Nghỉ ngơi được vài phút, anh lấy một viên ất mộc thần đan ra. Ất mộc thần đan do anh tìm được từ nguyên thạch phỉ thúy, chỉ có bốn viên, có thể tăng cường sức mạnh thần hồn. Lấy viên đan ra, anh do dự nói, bây giờ không kịp thu thập dược liệu, viên thần đan này xem như hời cho ông. Hai mắt lạc trường sinh sáng rỡ, ông ta nhận viên đan, nuốt vào bụng, sau đó ngồi xếp bằng, tập trung thiền và tu luyện. Ngô Bình không để ý đến ông ta nữa, gọi Lạc Mộng Trần vào phòng. Vừa định lên tiếng, anh chợt lạnh mặt, bấm đốt ngón tay búng về phía cửa sổ. Lạc Mộng Trần cả kinh, anh Ngô Bình, là người phe ta. Nhưng đã quá muộn, ngoài kia vang lên tiếng rên nhẹ, rèm cửa sổ bay bay, có hai nhìn ra nữ đeo mặt nạ bước vào. Họ quỳ xuống đất, đồng thanh, chủ nhân. Ngô Bình ngây người, hỏi lại, bọn họ là ai? lạc mộng trần vội đáp họ là vệ sĩ riêng của tôi hossi và mio ánh mắt hossi rất dịu dàng vai trái chúng niêm hoa chỉ của ngô bình đang chảy máu nhưng hossi không hề nói tiếng nào ngô bình bảo ở nhà tôi không cần phải lén lút lạc mộng trần vội vàng nói xin lỗi anh ngô bình là sơ suất của tôi mong anh thứ lỗi anh xua tay không nói chuyện này nữa cô lạc à ông lạc đang hồi phục thần hồn dù sao ông ấy cũng có căn cơ địa tiên tuy tu vi không cao nhưng công phu đã rất giỏi rồi những kẻ đó muốn giết ông ta không phải là chuyện dễ dàng cô không cần lo lắng quá lạc mộng trần mừng rỡ cảm ơn anh ngô bình anh rất mệt nói được vài câu đã ngồi xếp bằng hồi phục tinh lực lạc mộng trần thì xử lý vết thương cho Hossi. đến hơn 8 giờ tối ngô bình mở mắt ra cảm thấy đã phục hồi được kha khá, khá. Anh phát hiện ba người Lạc Mộng Trần vẫn đang trông chừng bên cạnh, dường như chưa hề dịch chuyển. Anh hỏi: "Các cô ăn tối chưa?" Lạc Mộng Trần nói: "Ông Cố vẫn chưa ra, tôi không muốn ăn." Ngô Bình nhìn đồng hồ: "Sắp rồi, đi xem thử đi." Anh đẩy cửa phòng Lạc Trường Sinh, phát hiện ông ta vẫn ngồi ở chỗ cũ, toàn thân tỏa ra trường năng lượng rất mạnh. Mấy người họ vừa bước vào, Lạc Trường Sinh đã đứng dậy, cười nói: "Cậu Ngô, tôi đã trở về trạng thái trước khi đoạt thai." tôi vô cùng cảm kích ngô bình đáp thế thì tốt với năng lực của ông chắc chắn một kiếm thánh và nhẫn thánh còn con không làm khó được ông lạc trường sinh cười khẩy con cáo già oda tamura ấy năm xưa tôi đã muốn giết lão ta rồi bây giờ lão ta còn dám nhìn ngó tài sản của tôi tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngô bình nói tôi kiến nghị ông tạm thời không nên trở về đông doanh tuy thần hồn của ông rất mạnh nhưng thể chất quá yếu e ngại nhất là đòn cận chiến Lạc Trường Sinh gật đầu, tôi hiểu, nếu không tự tin 100%, tôi sẽ không quay về Đông Doanh. Rồi ông ta nói với Lạc Mộng Trần, Mộng Trần, sau này Ngô Bình chính là chồng cháu. Cháu phải trung thành với cậu ấy. Ngô Bình xua tay, ông Lạc à, tôi giúp ông không đơn thuần là vì lợi ích. Những cái khác thì không nói, viên đàn ấy của tôi, 30 tỷ của ông có thể mua nổi không? Lạc Trường Sinh đồng ý, phải, viên đàn ấy đã giúp tôi hồi phục thần hồn, là báu vật vô giá đối với tôi." Ngô Bình nói, "Chúng ta kết bạn đi, ông hãy để cháu cố của ông về đông doanh, cô ấy có quyền quyết định tương lai của mình." Nghe được những lời này, trái tim Lạc Mộng Trần run lên, bèn nhìn anh với ánh mắt cảm kích, "Anh Ngô Bình, anh là nhân tài kiệt xuất. Mộng Trần có thể trở thành người phụ nữ của anh là phúc ba đời." "Xin anh đừng nói như vậy, trừ phi anh ghét bỏ Mộng Trần." Chương 331: Huấn luyện nữ ninja Ngô Bình ngẩn ra, thầm nghĩ, thế là muốn quấn lấy mình à? Anh húng hắng bảo, Lạc Mộng Trần, hôn nhân đại sự không phải là chuyện tôi có thể làm chủ. Sau này hắn tính, Lạc Trường Sinh cười nói, cậu Ngô à, để Mộng Trần ở lại chăm sóc cậu là đúng rồi. Về việc cậu có cho con bé danh phận hay không thì tùy ý cậu. Lạc Mộng Trần cũng tiếp lời, anh Ngô Bình, xin hãy để tôi ở lại bên cạnh anh. Ngô Bình còn định chối từ thì Lạc Trường Sinh đã đứng dậy, ông ta nở nụ cười nham hiểm đoạn nói cậu ngô tôi đi gặp hai kẻ rác rưởi ấy đây mộng trần tạm thời ở lại bên cậu lạc trường sinh nói đi là đi ngay đến khi ngô bình đuổi theo ra cửa thì ông ta đã biến mất lạc mộng trần lo lắng ông cố đi gặp nhẫn thánh và kiếm thánh rồi năng lực của ông còn chưa hồi phục yên tâm đi ngô bình nhẹ nhàng nói điệt tiên là một sự tồn tại cực kỳ khủng khiếp mà ông lạc cũng chẳng phải là điệt tiên bình thường chỉ cần ông ấy kéo giãn khoảng cách dù có là kiếm thánh hay nhẫn thánh cũng không đủ sức đe dọa ông ta. Lạc mộng trần mừng rỡ, thật ư, anh Ngô Bình thật thông thái, hiểu biết cả cảnh giới địa tiên. Đối với người dưới cấp địa tiên, dù có là nhân tiên cũng khó lòng tỏ tường sự kỳ diệu của cấp bậc địa tiên. Vậy mà Ngô Bình lại khẳng định chắc nịch như vậy, chứng tỏ anh có hiểu biết sâu rộng về địa tiên. Ngô Bình đáp, biết sơ sơ thôi. Rồi anh nhìn hai ninja nữ phía sau Lạc Mộng Trần, họ là vệ sĩ của cô à. Lạc Mộng Trần vội đáp, Hoshi và Mio, họ đã lớn lên cùng tôi. Theo sự sắp xếp của ông nội, họ đã được huấn luyện theo chế độ hà khắc nhất ngay từ bé, mục đích là bảo vệ tôi. Trên danh nghĩa chúng tôi là chủ tớ, nhưng thật ra thân thiết như chị em vậy. Ngô Bình lắc đầu, thở dài, thật đáng tiếc, hai hạt giống tốt lại bị huấn luyện thành ra thế này. Nghe anh nói vậy, Mio lập tức lộ vẻ không phục. Nhưng Lạc Mộng Trần đang có mặt ở đây, cô ta không dám lên tiếng. Ngô Bình chẳng quan tâm, nói tiếp, nhẫn thuật mà họ học quá rác rưởi. Cái gọi là chèo cây tìm cá, bỏ gốc lấy ngọn, chính là để chỉ họ đấy. Hossi bực tức phồng má, lẩm bẩm phản bác, tôi là ninja thượng đẳng đấy nhé. Ngô Bình nhìn cô ta, ninja thượng đẳng, đúng vậy, tu vi của cô có lẽ cũng đạt đến cảnh giới thần. Nhưng đứng trước cao thủ thật sự, cô sẽ không tiếp nổi dù chỉ một chiêu. Lạc Mộng Trần giật mình, bèn nói, anh Ngô Bình à, anh có thể chỉ điểm cho bọn họ không? Nhẫn thuật của họ được học ở bên ngoài, từ một vị nhẫn thánh của cô ga. Ngô Bình ngẫm nghĩ một lúc mới đáp cũng được. Anh bảo Hoshi và Mio đến nơi rộng rãi hơn, đoạn cất lời, tôi sẽ dạy một bộ đoàn thể thuật cho các cô, luyện trước xem sao nhé. Lạc Mộng Trần cười hỏi, tôi học được không, anh Ngô Bình? Được, luyện cùng nhau đi. Anh thực hiện một động tác rồi bảo ba cô gái học theo. Chỉ vậy thôi đã đủ để nhìn ra ngộ tính của họ. Lạc mộng trần không hổ là hậu nhân của lạc trường sinh, nắm bắt được điểm cốt yếu rất nhanh. Hoshi cũng học khá nhanh, tốc độ gần như tương đương với lạc mộng trần. Mio chậm hơn một chút, nhưng biểu hiện cũng rất tốt. Ba cô gái thực hiện cùng một động tác, họ đều rất xinh đẹp, mỗi người mỗi vẻ. Để anh không ảnh hưởng đến việc hít thở, Hoshi và Mio tháo hết mặt nạ ra, để lộ gương mặt đẹp tuyệt trần nên biết rằng hai cô gái này đã được lạc trường sinh tuyển chọn từ 5 năm tuổi, không những phải xinh đẹp mà còn phải thông minh và có thể chịu khổ. Cuối cùng, Hoshi và Mio đã bộc lộ tài năng nổi bật trong 300 cô gái, trở thành người thân cận của lạc mộng trần. Hoshi có ánh mắt dịu dàng, gương mặt tròn, mái tóc dài, vẻ ngoài đoan trang thanh tú, mang nét đẹp cổ điển của phương Đông. Nhưng vóc dáng của Hoshi rất nóng bỏng, vòng một còn đẫy đà hơn Mio, đôi chân thì thon dài săn chắc. Mio để tóc ngắn, mặt trái xoan, toát ra vẻ lạnh lùng, ánh mắt sắc bén. Vóc dáng của Mio không bằng Hoshi, nhưng dung mạo không hề thua kém, sở hữu một khí chất hoàn toàn khác. Nhìn tổng thể, hai cô gái đều có điểm mạnh riêng, không phân cao thấp. So ra, Lạc Mộng Trần dường như là tập hợp ưu điểm của hai cô gái ấy. Không chỉ sở hữu thân hình gợi cảm, Lạc Mộng Trần còn có vẻ ngoài cực kỳ xinh đẹp. Ba cô nàng xinh đẹp đứng ngay trước mặt, Ngô Bình vui vẻ thưởng thức, tâm trạng tốt vô cùng. Anh chuyên tâm dạy đoàn thể thuật cho họ, luyện liên tục đến 8 giờ tối, Ngô Bình Định bảo họ ăn cơm thì Lâm Bạch đột nhiên xuất hiện, thì thầm vài câu vào tai anh. Ngô Bình nhướng mày, chắc chắn chứ? Lâm Bạch gật đầu, chủ nhiệm à, làm sao đây? Ngô Bình suy nghĩ một chút rồi nói, đi xem thôi. Thì ra kiếm thánh và nhẫn thánh kia đều dẫn thuộc hạ theo. Đám người này toàn là ninja thượng đẳng và đại kiếm sư, khó tránh việc gây chuyện thị phi. Mới vừa nãy, mấy tên ninja thượng đẳng đến vui chơi ở quán karaoke của huyện Minh Dương, có gọi vài cô gái. Mấy cô gái này có chịu ra ngoài chơi hay không thì tùy tâm trạng, song đám ninja thượng đẳng này rất hào phóng, cuối cùng đã có bốn cô đi cùng họ. Nào ngờ vừa ra ngoài thì đã xảy ra án mạng, ba cô tử vong, một cô bị thương nặng và đang được cấp cứu ở bệnh viện. Trên danh nghĩa, bốn ninja thượng đẳng này là doanh nhân đông doanh đầu tư vào tỉnh ca, có người còn được chính phủ đông doanh chống lưng. Vì vậy, cục cảnh sát huyện Lâm vào thế khó xử. Nếu họ không bắt người thì không thể giải thích với gia đình người đã khuất. Nếu họ bắt những người mang danh nghĩa doanh nhân đến đây thu hút đầu tư này thì sẽ ảnh hưởng đến vấn đề đầu tư. Hiện tại, bốn người đông doanh này đều ở khách sạn, cục không dám dám bắt họ cũng không dám thả họ đi. Huyện đã ban hành lệnh phong tỏa toàn bộ tin tức để tránh gây chú ý. Nhưng giấy không gói được lửa, hiện đã có rất nhiều phóng viên đứng chờ trước khách sạn. Lúc Ngô Bình đến nơi, Chủ tịch huyện Hàn Thiên Dũng đã có mặt. Vẻ mặt ông ta rất nghiêm nghị, đang chờ chỉ thị của cấp trên. Thương hội khảo sát của đông doanh này do thị trưởng mới của Vân Đình mới đến. Nhớ đắc tội họ thì ông ta không gánh nổi hậu quả. Cậu Ngô, Hàn Thiên Dũng vừa thấy Ngô Bình đã vội vàng chạy đến. Ngô Bình nhẹ nhàng đáp, Chủ tịch Hàn, bây giờ nơi này do chúng tôi quản lý, ông và người của ông có thể đi rồi hàn thiên dũng ngẩn ra rồi vội vã nói nhưng cậu ngô à thị trưởng đã căn dặn tôi phải chăm sóc tốt thương hội đông doanh này ngô bình trả lời phía thành phố có bất cứ vấn đề gì thì có thể trực tiếp hỏi tôi hàn thiên dũng bối rối còn muốn nói thêm thì ngô bình đã dẫn người vào khách sạn ở sảnh khách sạn có mấy người đang khóc lóc song một toán người mặc thường phục đã khống chế họ và không cho phép họ chạy lung tung xem ra họ là người nhà của nạn nhân đã mất con gái bị giết chết mà cảnh sát lại không bắt người, ngược lại còn khống chế họ. Họ không thể lý giải chuyện này, nên trong lòng vô cùng phẫn nộ. Ngô Bình vừa bước đến vừa hỏi, các vị là người nhà của người đã mất à? Mấy người mặc thường phục không nhận ra Ngô Bình, một người đàn ông cao lớn hói đầu hỏi, anh là ai? Thường Minh đưa thẻ ra, cục bảo an quốc gia, lui xuống cả đi. Mấy người họ kinh ngạc, đưa mắt nhìn nhau rồi ngoan ngoãn lùi ra xa một người phụ nữ hơn 5 tuổi, tóc hoa dâm đột nhiên quỳ xuống trước mặt Ngô Bình, xin cậu hãy giúp con gái tôi với. Tôi quỳ xuống xin cậu. Người phụ nữ khóc thảm thương, vẫn không chấp nhận được sự thật rằng con gái mình đã chết. Chịu kích thích quá lớn, tâm trí bà ấy đã có phần rối loạn. Ngô Bình đỡ bà ấy dậy, nghiêm túc nói, cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ bắt hung thủ chịu tội. Một cặp vợ chồng trung niên khác nước nở nói, cậu cảnh sát à, con gái chúng tôi chết thảm quá, bọn chúng không phải là người mà là lũ xúc vật. chương 332, giết chết toàn bộ. Ngô Bình nói, xin các vị yên tâm, người đông doanh phạm tội ở nước chúng ta thì chắc chắn phải chịu trừng phạt. Bọn chúng sẽ phải trả giá vì hành vi của mình. Nghe Ngô Bình nói xong, mấy người họ mới không náo loạn nữa. Ngô Bình bảo họ chờ ở dưới sảnh rồi dẫn người đến thẳng hiện trường. Ở một căn phòng trên tầng 7 khách sạn, có vài cảnh sát đứng canh gác trước cửa, các cảnh sát vừa định ngăn Ngô Bình lại thì đã bị thường minh đẩy ra, lạnh lùng nói: "Cục bảo an quốc gia làm việc, tránh ra." Cửa mở ra, Ngô Bình đi thẳng vào trong, có bốn người đông doanh đang ngồi chơi poker trong phòng khách, còn cười thích chí. Ba thi thể đang nằm trong căn phòng ngủ ở ngay phía sau họ. Bốn tên này không hề cảm thấy giết người là chuyện gì to tát, còn chẳng buồn quan tâm. Thấy nhóm người Ngô Bình xuất hiện, một gã đông doanh liền trừng mắt hỏi: "Ê, làm gì đấy?" Tiếng viêm long của gã rất gượng, chỉ miễn cưỡng nghe hiểu được. Ngô Bình phất lờ họ, vào phòng ngủ trước. Ba thi thể đều không mặc quần áo, trên người đầy vết thương, có vết cắn, vết bỏng, cả vết dao cứa. Vẻ mặt của họ đều rất hoảng sợ, chắc chắn đã chịu rất nhiều đau đớn trước khi chết. Mà hạ bộ của ba thi thể đều bê bết máu, cực kỳ thê thảm. Ngô Bình kiểm tra chi tiết, kết luận ba cô gái đều chết do mất máu quá nhiều đám người đông doanh này rõ là chơi quá trớn, không màng hậu quả. Ra khỏi phòng ngủ, sắc mặt anh tối sầm. Gã đông doanh kia nhìn ra anh là người đến đây điều tra, bèn hét to, ê! Định khi nào mới thả chúng tôi đi đây? Chúng tôi là người của thương hội đấy nhé, các người giam giữ chúng tôi sẽ ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến vấn đề ngoại giao. Ngô Bình nắm cổ áo gã như nhấc một con chó chết. Gã kinh hoàng toàn phản kháng, nhưng toàn thân đều bị khống chế, không thể nhúc nhích gã hoảng sợ hét lên muốn làm gì hả ba tên đông doanh còn lại cũng bật dậy lạnh lùng chừng mắt nhìn ngô bình nhưng ngay giây tiếp theo dương đoạn và lâm bạch đã tỏa ra một luồng khí tức cực mạnh khiến bọn chúng biến sắc không dám động đậy nữa ngô bình vỗ mấy cái lên người gã đông doanh ấy hờ hững nói giết người đền mạng suốt lời anh thả tay ra gã đông doanh ngồi phịch xuống đất giận dữ nhìn ngô bình có thể nhìn ra anh cũng là người tu hành Chủ nhân của tôi là nhẫn thánh đấy, anh chắc chắn muốn chống đối tôi chứ?" Ngô Bình phất lờ gã, lấy điện thoại ra rồi bật camera. Gã đông doanh đang thấy khó hiểu thì đột nhiên trợn trừng mắt. Gã cảm thấy cơ bắp của mình đều đang co rút, cường độ rất dữ dội, mỗi thớ cơ đều co thắt, mỗi sợi gân đều căng ra. "A!" À, vài giây sau, gã gào lên thảm thiết, cả người cuộn tròn lại, sau đó thì tiếng đứt gân vang lên. Ngay sau đó, những thớ thịt không còn được kiềm hãm ấy lập tức co lại đây thật sự là một quá trình vô cùng đau đớn gã đông doanh thuộc cảnh giới thần này chẳng mấy chốc đã ngất đi nhưng ngô bình đá gã một cái gã lập tức tỉnh táo lại rồi tiếp tục gào thét thảm thương làn da của gã xuất hiện nhiều mụn thịt cực lớn gã không ngừng la hét khiến các cảnh sát đứng bên ngoài sợ hãi bàng hoàng nhìn vào phòng ba tên đông doanh còn lại đều biến sắc một tên giận dữ nói các người đã làm gì Ngô Bình vừa quay vừa hờ hững đáp, bàn cân thủ, vừa mới học được. Không ngờ hiệu quả lại tốt như vậy. Ba tên ấy đều lộ vẻ kinh sợ, người này đáng sợ quá. Lúc này, do co rút cơ, các chức năng cơ thể của gã đông doanh nằm dưới đất đã dần dần sút giảm. Gã không thể hít thở, tim ngừng đập, cơ thể cứng lại rất nhanh, tắt thở mà chết. Cơ thể gã cuộn tròn lại như một viên tôm chiên xù. Lúc này, một thanh niên dẫn đội xông vào, tức giận nói các người đang làm gì thế hả? Những người này đều mặc cảnh phục, xem ra là người của cục cảnh sát thành phố. Thanh niên nọ nhìn thấy thi thể của gã đàn ông đông doanh, liền phẫn nộ nhìn Ngô Bình, người này do anh giết. Thường Minh Tiến về phía trước, to gan, anh biết anh đang nói chuyện với ai không hả? Thanh niên ấy cười khẩy, dĩ nhiên là biết, anh ta là Ngô Bình, chỉ là một tổng đội trưởng truy bắt tội phạm còn con thôi. Giọng điệu của thanh niên này rất kiêu căng, không hề để Ngô Bình vào mắt. Thường Minh cười khẩy, ngu cuồng quá nhỉ? Ai cho anh sự tự tin ấy vậy? Thanh Niên nọ hừ giọng, anh không có tư cách biết. Cút hết cho tôi, ngay bây giờ, nơi này do tôi phụ trách. Ngô Bình cao mày, lên tiếng, tốt nhất là anh nên nói rõ lai lịch để tránh ngộ thương. Thanh Niên ấy hừ mũi, ngạo mạn đáp, nói cho anh biết cũng chẳng sao. Tôi là Hoắc Lập Phi, chủ tịch tỉnh Hoắc Đông Nguyên chính là bác của tôi. Ngô Bình lắc đầu, tôi còn tưởng bố anh là ông trời cơ đấy. Hoác Lập Phi cả giận, anh nói gì cơ? Ngô Bình xua tay, cút nhanh đi, bằng không đừng trách tôi không khách sáo. Hoác Lập Phi suýt chút nữa đã nhảy dựng lên, anh dám. Ngô Bình xa sầm mặt, thường minh, ra tay. Thường minh lướt đến bên cạnh Hoác Lập Phi nhanh như chớp, đẩy hắn ngã và đè đầu hắn xuống sàn. Hoác Lập Phi vừa ngỡ ngàng vừa giận dữ, dám động đến tôi bác tôi chắc chắn sẽ không tha cho các người. Cổ lệ đá vào miệng hắn, tên họ hoác chảy máu đầy miệng, gãy răng cửa, đau đến mức kêu la oai oái. Cô ta lạnh lùng nói, còn dám nói vớ vẩn nữa thì tôi sẽ cắt lưỡi anh. Hoác lập phi sợ hãi, sắc mặt rất tệ, quả nhiên không dám hó hé nữa. Những người mà hắn dẫn theo đều tái mặt, đến thở mạnh cũng chẳng dám. Ngô Bình lại hành động theo luật, sử dụng bàn cân thủ với ba tên đông doanh còn lại. Tuy ba tên này là ninja thượng đẳng nhưng thực lực kém xa Ngô Bình. Có thêm Dương Đoạn và Lâm Bạch ở đây, bọn chúng hoàn toàn không đủ sức phản kháng. Chẳng mấy chốc, căn phòng đã vang lên tiếng gào thét thảm thiết. Ai nấy đều dương mắt nhìn ba tên đông doanh nọ cuộn tròn người lại, tắt thở rồi chết. Cả quá trình kéo dài 10 phút, khiến Hoác Lập phi tái mặt vì sợ hãi. Ngô Bình nói với Thường Minh, đưa thi thể xuống sảnh cho người nhà nạn nhân xem. Vâng, Thường Minh gọi thêm người, chuyển thi thể xuống sảnh khách sạn. Trong căn phòng, Ngô Bình nhìn Hoác Lập Phi đang đứng dậy, hờ hững nói, Hoác Đông Nguyên dính vào vụ án của Đường Uy, đến thân mình còn lo chưa xong. Thế mà anh còn dám lấy tên ông ta ra hù dọa. Anh nói xem, anh có phải kẻ ngu xuẩn không? Hoác Lập Phi kinh ngạc, Ngô Bình nói không sai, bác của hắn đang gặp rắc rối, dạo trước còn dặn hắn phải biết điều một chút. Nhưng làm sao anh biết được chuyện cơ mật này? hắn không biết vụ án đường uy do chính ngô bình thúc đẩy ngô bình không có hứng thú gì với hắn bèn xua tay cút đi khoác lập phi nghiến răng ôm miệng dẫn thuộc hạ rời đi còn chẳng dám dọa dẫm câu nào sau khi hắn đi lâm bạch nói chủ nhiệm à đánh chết bốn tên đông doanh này phía đông doanh chắc chắn sẽ gây sự sợ cái gì ngô bình cười khẩy cử người theo dõi đám người đông doanh này ai dám gây chuyện thì giết chết kẻ đó Lâm Bạch đáp, vâng. chương 333, lần biến đổi thứ ba của thần cơ. Ngô Bình xuống sảnh, người nhà nạn nhân nhìn ba thi thể cuộn tròn kia rồi căm phẫn đấm đá. Hàn Thiên Dũng đứng gần đấy, sắc mặt rất kém nhưng không dám nói gì. Người nhà nạn nhân đánh mệt rồi, người phụ nữ trung niên kia mới cúi người với Ngô Bình cảm ơn cậu. Ngô Bình gật đầu, chuyện nên làm, người chết không thể sống lại, mong các vị nén bi thương. Rồi anh lục soát người ba thi thể ấy, tìm được ít tiền mặt, vài tấm chi phiếu, tổng cộng hơn 3 triệu. Anh chia khoản tiền này làm ba phần và gửi cho người nhà của ba nạn nhân đã khuất, đoạn nói các vị vẫn phải tiếp tục sống, khoản tiền này xem như là tiền bồi thường của ba tên khốn kiếp này vậy. Người nhà nạn nhân dối rít cảm ơn anh rồi được dẫn lên lầu để kiểm tra thi thể người bị hại. Hàn Thiên Dũng tiến đến vài bước, cậu Ngô à, mấy người này. Ngô Bình hờ hững đáp, bọn đông doanh này đột nhiên phát tác bệnh rồi bất ngờ tử vong. Hàn Thiên Dũng không ngốc, ông ta biết Ngô Bình đã ra tay, nhưng không dám không nghe theo, đành cười gượng, được, tôi hiểu rồi. Lúc này, có một ông lão mặt đầy nếp nhăn xông vào, dùng tiếng đông doanh, vừa chỉ vào thi thể vừa giận dữ nhìn Ngô Bình, miệng líu díu nói những điều chẳng ai hiểu được. Nhưng Ngô Bình vẫn nhìn chăm chăm vào đối phương, tuy người này đã cải trang, nhưng anh vừa nhìn đã biết tu vi của đối phương rất cao, không thua kém diệp thiên tông ông lão có vẻ rất phẫn nộ nói bằng tiếng viêm long đồ giết người tao phải tố cáo mày mày nhất định phải đền mạng cho con tao ra tay trong đầu ngô bình vang lên giọng nói của lạc trường sinh anh giật mình nhưng ngay giây sau đã đột một rút kiếm ra lần này ra ngoài anh có mang theo thanh sát kiếm ấy anh vừa rút kiếm đôi mắt ông lão kia đã lóe lên hung quang ông lão chưa kịp ra tay thì linh hồn đột nhiên cảm thấy đau đớn vô cùng, đầu óc trống rỗng. Đúng lúc này, kiếm của Ngô Bình đã vung đến, kiếm lóe sáng, đầu ông lão rơi xuống đất, máu trào ra từ lồng ngực. Á! À, chủ tịch huyện Hàn Thiên Dũng sợ hãi hét toáng lên, mặt trắng bệch, cuống cuồng lùi về sau. Ngoài cửa, Lạc Trường Sinh vừa tiến vào, ông ta vẫn luôn đuổi theo nhẫn thánh Inoue Kazuo, đối phương đã đến đây, ông ta cũng có mặt, bèn quyết đoán ra tay, phối hợp với ngô bình chém chết đối phương lạc trường sinh cười nói cảm ơn nhé cậu ngô ngô bình hỏi ông lạc đây chính là nhẫn thánh inoue kazuo lạc trường sinh gật đầu năng lực của kẻ này rất mạnh nhẫn thuật cao siêu nếu không dùng thần niệm đuổi theo thì tôi đã bị bỏ xa rồi ngô bình lạnh lùng hừ giọng chẳng phải hạng tốt lành gì giết sạch cả đi ông lạc à ông chịu trách nhiệm về cái chết của inoue kazuo đấy nhé lạc trường sinh nhẹ giọng đáp tất nhiên người này do tôi giết không liên quan gì đến cậu ngô bình hỏi kẻ còn lại đâu rồi lạc trường sinh thản nhiên trả lời biến thành tên ngốc rồi ngô bình biết thần niệm của địa tiên mạnh vô cùng những đòn tấn công tinh thần từ nó có thể biến người khác thành kẻ ngốc anh nói nếu đã giải quyết xong thì chúng ta rút thôi đám người thường minh ở lại dọn dẹp hiện trường ngô bình và lạc trường sinh về số một đông hồ trước khi họ về đến nơi thì đã hơn 11 giờ. Anh sai người nấu mấy món, uống vài ly với Lạc Trường Sinh. Lạc Mộng Trần đứng bên cạnh, rót rượu cho hai người họ. Ông Lạc à, sắp tới, ông có dự tính thế nào? Lạc Trường Sinh nhẹ nhàng đáp, tôi đã giết hai đại cao thủ, phía Oda Tamura sẽ hạn chế lộng hành. Nhưng tay cáo giả này có tư chất khá tốt, chắc chắn sẽ đột phá lên địa tiên nhanh thôi. Ngô Bình hỏi, tôi nghe nói phía đông doanh có nhẫn giới. Lạc Trường Sinh gật đầu, phải, nên có rất nhiều cao thủ của Đông Doanh. Ngày trước Đông Doanh xâm lược Viêm Long đã nhận được sự hỗ trợ của nhẫn giới đấy. Ngô Bình nói, thảo nào, vậy ông còn muốn về Đông Doanh không? Đương nhiên là về, Lạc Trường Sinh đáp nhẹ, tôi nhất định phải tiêu diệt lũ khôn ấy. Ngô Bình gật gù, không vội, ông hồi phục tu vi trước đã, sau này ông đã là người của Hắc Thạch, tôi sẽ giúp ông thăng cấp nhanh chóng lạc trường sinh khẽ thở dài tu hành quả là khó khăn thật ra thì tôi thiếu một bộ công pháp phù hợp ngô bình nhìn ông ta hửng công pháp trước đó của ông có vấn đề gì sao lạc trường sinh gật đầu thật ra công pháp ngày xưa mà tôi tu luyện không hề yếu tên là hàn băng quyết nhưng thể chất của tôi thiên về tính hỏa nên không thích hợp để tu hành ngô bình ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp thể chất thiên về tính hỏa hà thế thì dễ thôi tôi sẽ truyền kim dương công cho ông Lạc Trường Sinh kinh ngạc, cậu muốn truyền dạy công pháp cho tôi ư? Ngô Bình cười nói, tôi nói rồi mà, sau này ông chính là người của Hắc Thạch, dĩ nhiên tôi sẽ giúp ông. Với vẻ trang nghiêm, Lạc Trường Sinh đứng dậy, cúi người trước Ngô Bình, cảm ơn cậu. Ngô Bình ra hiệu cho ông ta ngồi xuống, sau đó bí mật truyền dạy Kim Dương công cho đối phương. Kim Dương công là công pháp nằm trong phiến ngọc, là bộ công pháp thuộc tính hỏa cấp 1, Lạc Trường Sinh tu luyện nó sẽ rất thích hợp. Anh vừa truyền dạy xong thì chợt cảm thấy trong cơ thể mình có biến động. Tiểu thần vốn luôn yên tĩnh bỗng dưng hoạt bát hẳn lên. Thế là anh về phòng luyện công, âm thầm giao tiếp với tiểu thần, "Tiểu thần, mày ngõ nguậy gì đấy?" Tiểu thần truyền ra ý thức không rõ ràng, đại khái bảo là lần trước hấp thụ tiên lực mang lại lợi ích rất lớn, đã qua giai đoạn tiêu hóa và chuẩn bị biến đổi. Lúc ở bộ lạc, phần lớn thời gian thần cơ đều ngủ say, vì thế giới hiện nay thiếu nguồn dinh dưỡng để nó phát hiện mà mỗi lần tỉnh giấc đều khiến nó yếu đi. May mắn thay, nó gặp được Ngô Bình, đầu tiên là ăn cổ trùng, sau đó thì nuốt linh khí, vậy nên cuộc sống của nó cũng tốt hơn. Dạo trước, ở trong cơ thể Ngô Bình, nó đã hấp thụ được một lượng lớn tiên lực. Nào ngờ tiên lực này lại giúp thần cơ phát triển rất nhanh. Nó sắp chuẩn bị tiến hành một lần biến đổi tuyệt đẹp. Cuộc đời của thần cơ có 9 lần biến đổi, gọi là thần cơ cửu biến. Trong những năm tháng dài đằng đẵng của tiểu thần, nó chỉ mới biến đổi hai lần lần đầu đã là chuyện rất xa xôi còn lần thứ hai chính là lần biến đổi sau khi ngô bình cho nó ăn cổ trùng còn bây giờ nó đã sắp biến đổi lần thứ ba tiểu thần chui ra từ cơ thể ngô bình nó nằm trên bàn bắt đầu nhả tơ làm kén một giờ sau nó bao bọc mình trong cái kén màu vàng rồi không nhúc nhích nữa ngô bình nhìn xuyên qua kén thấy tiểu thần đã biến thành nhộng bên trong xảy ra một sự thay đổi rất thần kỳ một giờ rồi hai giờ đồng hồ trôi qua, đến tận sáng hôm sau, tiểu thần vẫn chẳng có động tĩnh gì. Quá rõ ràng, lần biến đổi này kéo dài hơn hai lần trước rất nhiều. Sáng sớm, Lâm Bạch gõ cửa. Vào đi. Lâm Bạch đẩy cửa vào, cất lời, chủ nhiệm, phía trên có nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì vậy? Lâm Bạch đáp, kiếm thánh và nhẫn thánh đều chết ở Viêm Long. Giới tu hành ở Đông Doanh không thể chấp nhận sự thật, hy vọng Viêm Long có thể bắt và giết Lạc Trường Sinh. Ngô Bình cười khẩy, bắt và giết Lạc Trường Sinh. Lâm Bạch đáp, chủ nhiệm, đây không phải là chuyện cười. Nếu không nhờ đoàn Long và thần võ ti phản đối, đám người ấy đã đồng ý với yêu cầu của đối phương rồi. Ngô Bình nổi giận, đồng ý, não họ bị úng nước rồi à. Lâm Bạch nói, thật ra họ không hề ngốc, điều kiện mà đông doanh đưa ra hấp dẫn vô cùng. Ngô Bình im lặng, đoạn hỏi, nhiệm vụ có liên quan đến Lạc Trường Sinh. Trường 334, kho báu, Lâm Bạch, cứ coi là thế đi, vì chúng ta không đồng ý với điều kiện của bên Nhật nên họ đang rất giản dữ, họ sẽ cử người tới điều tra chân tướng của cái chết, nhiệm vụ của chúng ta là tiếp đón họ." Ngô Bình cười lạnh nói, "Bảo tôi phục dịch đám người Nhật ư?" "Lâm Bạch, chủ nhiệm, chuyện không đơn giản vậy đâu. Lần này họ mang tiếng đến điều tra chuyện cũ thôi, nhưng thực chất là tìm tang vật cướp được năm xưa." Ngô Bình rất ngạc nhiên, "Tang vật cướp được năm xưa ư?" Lâm Bạch, đúng vậy, từ một tin tình báo rất tin cậy cho biết, năm xưa khi xâm chiếm nước ta, người Nhật đã cướp được khá nhiều bảo vật, sau đó chia cho nhiều người khác nhau cất giữ. Vì chiến tranh thất bại nên một phần bảo vật đã bị họ giấu sâu trong núi. Nhưng những người tham gia vào vụ cất giấu đó đều đã mất tích, đến người Nhật cũng không rõ vị trí cất giấu ở đâu, cho nên suốt bao năm qua họ đã liên tục cho người tới điều tra. Ngô Bình, không lẽ lũ dở ấy vẫn muốn cuốm đồ đi ư? Lâm Bạch, không phải không có cơ hội." Ngô Bình hừ nói, "Được đấy, tôi sẽ nhận nhiệm vụ này." "Lâm Bạch, chủ nhiệm, cuối tuần này sứ đoàn của họ sẽ tới. Ngô Bình, các anh chuẩn bị trước đi." "Lâm Bạch, vâng." Nói rồi, Lâm Bạch rời đi, còn Ngô Bình thì trầm tư suy nghĩ, nhắc đến chuyện tìm khi báu thì có ai hơn anh được chứ? Sau khi suy nghĩ một lát, Ngô Bình lấy laptop ra rồi gọi video với Đoàn Long. Lúc này đoàn long đang ngâm mình trong một cái thùng gỗ lớn bên trong đều là nước thuốc anh ta cười nói cậu biết nhiệm vụ rồi à ngô bình anh long em muốn biết nhiều hơn về vụ kho báu của người nhật đoàn long hỏi sao cậu có hứng thú với kho báu ấy à ngô bình em nghe nói ngày xưa nhật bản đã chiếm được nhiều của cải của các nước nhất là nước viêm long ta nếu có thể tìm được kho báu thì quá tốt còn gì đoàn long gật đầu đương nhiên rồi nhưng sự thật là người của chúng ta đã tìm không biết bao nhiêu lần nhưng mãi chẳng có thu hoạch gì nên anh cũng không quá trông chờ nữa ngô bình cười nói cứ thử đi nhớ em gặp may thì sao đoàn long ngẫm nghĩ rồi nói được rồi anh sẽ bảo người gửi tin tình báo cho cậu ngô bình tắt cuộc gọi video ngay sau đó anh đã nhận được tin tình báo anh đọc một lát thì hai mắt như đã phát sáng đây là những văn kiện cơ mật lấy được từ hoàng thất của nhật trong đó có nhắc tới của cải mà Nhật Bản cướp được của Viêm Long, sau đó được cất giấu ở hai nơi, một trong số đó là nơi mà Ngô Bình từng điều tra. Theo tài liệu này thì của cải chủ yếu là vàng, bạc, đồ đồng và đá quý. Quân đội Nhật có người chuyên phụ trách mảng này. Xong, đồ đều được cất ở kho, chưa kịp chuyển đi thì Nhật đã thất bại rồi. Các lãnh đạo cấp cao của Nhật sợ Viêm Long sẽ phát hiện ra nên đã bí mật giấu đồ trong núi sâu, chờ thời cơ thích hợp sẽ lén mang về nước nhưng người tính không bằng trời tính, tất cả người phụ trách việc đó đều đã biến mất, sống không thấy người, chết không thấy xác. Theo thống kê thì kho báu ấy có giá trị rất cao, thậm chí lên tới hàng nghìn tỷ. Trong lúc Ngô Bình đang đọc tài liệu thì cái kén trùng rung lên, một lát sau, kén vỡ ra, một con trùng trắng muốt béo tròn bò ra ngoài. Nó bật người trên mặt bàn rồi nhảy lên vai Ngô Bình, sau đó lăn lộn trên bả vai anh. Ngô Bình lấy nó xuống rồi cười nói, tiểu thần, Mày lột xác thành công rồi à? Tiểu thần phát ra một ý thức rất rõ ràng rằng nó đã lột xác thành công, bây giờ đã siêu hơn lúc trước rất nhiều. Hơn nữa, nó đã tích được thần năng cấp cao hơn trong cơ thể nên muốn chia sẻ với Ngô Bình. Ngô Bình sáng mắt lên nói, tốt quá rồi. Tiểu thần chui tọt vào cổ áo của Ngô Bình rồi chui vào trong người anh. Không lâu sau, Ngô Bình cảm thấy tiểu thần phóng ra một luồng sức mạnh màu tím thấm vào kinh mạch của anh. Nguồn sức mạnh này kết hợp với chân khí màu vàng có sẵn, khiến chân khí cũng đổi sang màu tím. Chân khí màu tím còn ảo diệu hơn, vì thế có khả năng chữa lành vết thương tốt hơn, ngoài ra còn lực phòng ngự đáng kinh ngạc. Đương nhiên đây chỉ là phán đoán bước đầu của Ngô Bình, anh vẫn cần thêm thời gian để tìm hiểu về chân khí màu tím này. Một lát sau, Ngô Bình đã đi xuống dưới ăn cơm với mọi người. Lạc Trường Sinh đã đi rồi, nhưng không rõ đi đâu. Lạc Mộng Trần Hoshi và Mio vẫn ở lại. Hôm qua, họ luôn chăm chỉ tu luyện thuật luyện thể, hiệu quả mang lại rất tốt. Bây giờ, cả ba cô gái đều vô cùng cảm kích Ngô Bình, ngoài ra cũng thay ra à anh rất thần bí. Ăn cơm xong, anh bảo ba cô gái tiếp tục tu luyện, còn nhóm Lâm Bạch thì chuẩn bị cho nhiệm vụ tuần tới. Dẫu sao người Nhật cũng không dễ đối phó, họ nên chuẩn bị đủ mọi phương án. Ngô Bình vẫn khá nhàn nhã, anh vừa cảm nhận sự diệu kỳ của chân khí màu tím, vừa tu luyện tổ hợp thuật luyện thể thứ hai. Anh đã luyện xong tổ hợp thứ nhất, giờ có thể bắt đầu tổ hợp thứ hai được rồi. Mức độ khó ở phần này đương nhiên sẽ tăng thêm, riêng động tác thứ nhất thôi đã khiến anh suýt phát điên rồi, anh đã tập hơn chục lần mà vẫn chưa thành công. Ngô Bình cắn răng luyện tiếp đến tận trưa thì mới miễn cương tập cho ra hồn một chút, nhưng anh đã mệt lử, nằm im dưới sàn nhà bất động. Lúc này, anh vô tình lướt điện thoại thì đọc được một tin mới. Bản tin này rất ngắn, đại khái là đại gia Lý Vân Đổ ở Vân Đông mắc bệnh nặng, còn cái tập trung hết ở bệnh viện như để tranh giành tài sản. Đọc tới tin này, Ngô Bình ngồi bật dậy rồi gọi to Thường Minh. Thường Minh chạy ngay tới, chủ nhiệm. Chuẩn bị máy bay, tôi phải đến Vân Đông, nhanh lên. Hiệu suất làm việc của Thiên Long rất cao, 10 phút sau, tại sân bay Vân Đỉnh đã có một chuyến bay trống, chuẩn bị bay tới Vân Đông trước đó đã có một chiếc trực thăng đỗ trong sân của căn biệt thự số 1 tại Đông Hồ. Ngô Bình ngồi lên trực thăng rồi một mình bay tới sân bay, nửa tiếng sau, máy bay đã cất cánh. Lúc này, anh đang thấy rất rối bời, sao ông nội anh lại mắc bệnh nặng. Anh phải đến Vân Đông ngay để cứu chữa, tuyệt đối không thể để ông xảy ra chuyện. Trên đường đi, anh đã nhờ Hàn Bạch lấy giúp những thông tin cần thiết. Hai tiếng sau, đã có một chiếc xe hơi chờ sẵn tại một sân bay nào đó của Vân Đông, sau đó tiến tới bệnh viện lớn nhạt ở đây. Đây là một bệnh viện rất giỏi, đứng thứ năm toàn quốc. Lúc này, một chiếc xe con đỗ bên ngoài, Ngô Bình bước xuống rồi nhảy tường vào trong. Trong một phòng bệnh cao cấp nào đó, có một ông cụ tóc bạc đang nằm ở đây. Trông ông ấy rất hiền lành, đôi mắt nhắm nghiền, người cắm đầy dây dợ. Có khá nhiều người đang chờ bên ngoài phòng bệnh, nhưng ai cũng chú ý giữ trật tự. Chỉ có một điều dưỡng cao cấp trong phòng bệnh, để theo dõi tình hình của bệnh nhân. Đột nhiên bên ngoài cửa sổ có tiếng động, điều dưỡng vừa ngoái lại thì đã thấy có một người đàn ông xuất hiện, cô ấy hoảng sợ há miệng định hét lên, nhưng chợt thấy đầu mình nặng chịu rồi ngất xỉu. Người đó chính là Ngô Bình, cuối cùng anh cũng đã được gặp ông nội ruột của mình rồi. Ngô Bình hít sâu một hơi, sau đó nói với người đang bất tỉnh nhân sự, ông ơi, ông yên tâm, cháu sẽ chữa khỏi bệnh cho ông. chương 335, Cải tử hoàn sinh Ngô Bình nhanh chóng kiểm tra tình hình sức khỏe của ông lão thì thấy bệnh khá nặng do bị xuất huyết não. Hơn nữa, vị trí xuất huyết lại nằm sâu, nếu phẫu thuật sẽ rất nguy hiểm. Điều khó khăn hơn nữa là tế bào não của ông cụ đã bị tổn thương, dù có cứu được thì cũng để lại di chứng, khả năng cao đây là lý do khiến các bác sĩ từ chối phẫu thuật. Trong đầu Ngô Bình lập tức nảy ra một phương án chữa bệnh, anh ấn một tay lên đầu ông cụ để truyền chân khí màu tím vào kinh mạch. Hiệu quả chữa lành của chân khí màu tím tốt hơn chân khí màu vàng trước đó rất nhiều, nó vừa tiến vào trong đầu ông cụ, đã bắt đầu khôi phục tế bào não ngay. Cùng lúc đó, Ngô Bình thi triển nhãn lực để khống chế các cục máu đông ở huyết quản, di chuyển chúng tới chỗ khác, vì là động mạch nên càng về sau huyết quản càng lớn. Cuối cùng các cục máu đông đã bị kéo hết tới một chỗ, Ngô Bình lấy kim châm cứu rạch một đường ở huyết quản để loại bỏ chúng ra ngoài. Sau đó, anh nhanh chóng truyền chân khí màu tím vào để khôi phục huyết quản bị thương đó. Toàn bộ quá trình trên chưa tới 2 phút, sau đó Ngô Bình dùng kim châm cứu cắm vào đầu ông cụ cho tới khi chạm vào vị trí xuất huyết. Khi anh rút kim ra, một dòng máu bắn ra ngoài, mắt ông cụ nhấp nháy như chuẩn bị tỉnh lại. Ngô Bình tiếp tục giơ tay mát xa đầu cho ông, đồng thời truyền tiếp chân khí màu tím vào. 10 phút sau, ông cụ đã thở dài một hơi. Anh vội vàng lui ra ngoài. Song vẫn không quên giơ tay vỗ vào người cô điều dưỡng, sau đó nhảy ngay ra ngoài cửa sổ. Cô điều dưỡng mở to mắt rồi nhìn ra cửa sổ, nhưng lúc này ông cụ trên giường bệnh đã ngồi dậy, đôi mắt sáng ngời, sau đó hỏi cô ấy: "Tôi đang ở đâu đây?" Cô điều dưỡng vừa mừng vừa ngạc nhiên: "Thưa ông, đây là bệnh viện số 1, ông phải nhập viện vì bệnh nặng, để cháu đi gọi bác sĩ." Ngô Bình ngồi trên ghế đá dưới sân bệnh viện, anh dựng tai lên nghe tiếng động ở trong phòng. Cả giám đốc bệnh viện, bác sĩ phụ trách và chủ nhiệm khoa đều tới, sau khi kiểm tra các chỉ số, ai nấy đều vô cùng hoang mang, rõ ràng bệnh nhân gặp tình trạng xuất huyết não nghiêm trọng, sao giờ lại khỏi rồi. Bác sĩ chính vô cùng hoang mang hỏi Lý Vân Đầu, ông Lý, ông thấy trong người thế nào? Có khó chịu ở đâu không? Lý Vân Đầu bình thản đáp, tôi thấy khỏe lắm, đầu óc minh mẫn, cứ như trẻ ra 10 tuổi ấy. Bác sĩ, rõ ràng các anh bảo tôi bị bệnh nặng cơ mà, chuyện này là sao? Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, không thể nào. Rõ ràng Lý Vân Đầu bị bệnh rất nặng, dù là bác sĩ giỏi nhất thế giới ra tay thì ông cụ cũng không thể hồi phục tốt như thế này được. Cô điều dưỡng thoáng do dự rồi chợt nhỏ giọng nói, "Ông ơi, hình như trước đó có người vào đây." Lý Vân Đầu cau mày, hình như trước khi tỉnh lại, ông ấy lờ mờ nghe thấy có người nói chuyện với mình, cô bảo có người tới à, là ai thế? Cô điều dưỡng vội đáp, "Là một cậu thanh niên hơn 20 tuổi, trông rất nhanh nhẹn." Nhưng chuyện sau đó thế nào thì cháu không nhớ rõ. Hình như cháu đã ngủ một giấc, khi tỉnh lại thì ông cũng tỉnh rồi. Lý Vân Đầu đã lăn lộn trên thương trường nhiều năm, kinh nghiệm sống và đầu óc hơn hẳn người bình thường. Ông ấy lập tức biết chuyện này không đơn giản, vì thế đã hỏi bác sĩ ở đó, nói cho tôi nghe về bệnh tình của tôi đi. Bác sĩ lập tức trả lời ngay, bệnh của Lý Vân Đầu rất nghiêm trọng, nếu phẫu thuật sẽ cực kỳ nguy hiểm, vì thế bệnh viện đã chọn phương án cầm cự. Sau khi hỏi rõ ngọn ngành, Lý Vân đầu nói, phiền các bác sĩ rồi, tôi muốn nghỉ ngơi một lát, tạm thời không muốn ai vào đây. Nhóm các bác sĩ đi ra ngoài ngay, chỉ còn cô điều dưỡng ở lại. Lý Vân đầu cười nói với cô ấy, cô gái, cháu có nhớ người đó vào đây lúc mấy giờ không? Cô điều dưỡng là một người tỉ mi, cô ấy suy nghĩ rồi nói, chắc 10 giờ kém 15 thôi ạ, à, vì đó là lúc thay thuốc nên cháu có xem giờ. Lý Vân Đầu nói, Lúc tôi tỉnh lại cũng nhìn đồng hồ, là hơn 10 giờ, vậy là chỉ khoảng 17 phút mà đã có một người vào đây, ngay sau đó bệnh của tôi đã khỏi, rất có thể là liên quan đến người đó. Cô điều dưỡng ngạc nhiên nói, ý ông là người đó đã chữa khỏi bệnh cho ông ạ? Lý Vân Đầu cười nói, ngoài ra còn giải thích nào hợp lý hơn không? À, cô gọi người nhà tôi vào đây đi. Vâng. Nghe thấy tiếng của những người khác xong là Ngô Bình đứng dậy rời đi, mục đích anh tới đây là chữa bệnh cho ông nội mình. Giờ việc đã xong, anh nên đi thôi. Dù anh là máu ngủ của nhà họ Lý, nhưng nhận người thân là chuyện lớn, cần thời điểm thích hợp và chuẩn bị nhiều thứ, tạm thời anh chưa thể nhận ông được. Trời đã tối, anh định nghỉ lại một đêm ở Vân Đông rồi sáng sớm mai sẽ về. Anh thuê phòng ở một khách sạn gần đó, sau đó đi ra phố ăn cơm. Ở đây có nhiều món ăn ngon cho Ngô Bình tha hồ chọn. Hèn chi mà có câu nam đô nước tiếng với các món ngon ngô bình đi dọc phố mà miệng không ngưng nghỉ lúc nào anh mua đủ thứ tay cầm thịt vịt tay cầm thịt heo anh đánh chén ngon lành khi đi tới giữa phố thì gặp một người nước ngoài tóc đỏ đang ôm một cô gái bước tới tay hắn cứ thọc vào trong váy của cô gái mặt cô gái đỏ ửng nhưng cô ta không hề phản kháng trái lại còn âu yếm nhìn tên người nước ngoài kia tên kia mai mê sờ mò nên không chú ý phía đối diện vì vậy đã va vào ngô bình hắn cao hơn ngô bình nhưng vừa va vào anh thì đã bật người ra như va phải một ngọn núi lớn tên đó nổi giận rồi chỉ vào mặt ngô bình mắng nhiếc mẹ kiếp mày mù à mày mới mù ấy ngô bình vốn đã thấy tên này trướng mắt đã thế còn dám chửi mình nên anh nhấc chân đá ngay vào chỗ hiểm của hắn tên kia há hốc miệng rồi ôm hạ bộ nhảy tưng tưng vài phút sau mới rít lên tiếng the thé ngô bình nhét cái chân giò lợn đang gặm dở vào miệng hắn rồi vả vào mặt hắn nín đi mà ăn chân giò này mọi người xung quanh đều cười phá lên còn cô gái kia thì vô cùng kích động chạy tới túm áo ngô bình anh đứng lại peter là người mỹ anh đánh anh ấy thì phải chịu trách nhiệm thế à ngô bình nhìn cô ấy rồi thờ ơ hỏi cô gái nổi giận đương nhiên peter là nhà nghệ thuật rất có tiền đồ anh dám đánh người làm nghệ thuật pháp luật sẽ trừng trị anh ngô bình ăn nốt mấy miếng vịt quay rồi lấy điện thoại ra gọi cho ai đó vài phút sau một chiếc xe cảnh sát đã tới các cảnh sát xuống xe, họ vừa nhận được điện thoại là có một xếp lớn đang phá án ở đây, cần họ tới hỗ trợ. Thủ trưởng, mấy người đó đều hành lễ với Ngô Bình. Anh gật đầu rồi lấy chứng nhận ra nói, người này buôn lậu chất cấm, các cậu dẫn về đồn điều tra đi. Cô gái cuống lên, anh nói linh tinh gì thế hả? Peter không buôn lậu chất cấm. Xong, cô ta vừa nói dứt câu đã cứng họng vì Ngô Bình đã lôi một túi bột trắng trong túi của Peter ra chương 336, gặp người đẹp trên phố ẩm thực. Cô gái đỡ người ra rồi lắp bắp, không thể nào. Ngô Bình ném túi chất cấm cho cảnh sát rồi nói, các anh đi lục soát chỗ ở của hắn đi, kiểu gì cũng có thu hoạch ra trò đấy. Vâng, nhóm cảnh sát mừng rõ, đúng là công lao từ trên trời rơi xuống. Khi họ chuẩn bị dẫn người ngoại quốc kia đi thì Ngô Bình chợt nói, khoan đã. Anh nhìn sang cô gái rồi hỏi, có phải gã Peter này nói sẽ đưa cô ra nước ngoài chơi đúng không? Cô gái ngẩn ra rồi nói, đúng rồi, sao anh biết? Ngô Bình thờ ơ đáp, nhìn mặt hắn là tôi biết ngay là tên buôn lậu, hắn tiếp cận cô là định lợi dụng cô buôn lậu cho hắn, hiểu chưa? Ngô Bình đã gặp khá nhiều những vụ án như thế này, lần trước Chu Nhược Tuyết còn kể về một vụ, có một cô gái bị lừa đến Đông Nam Á chơi, khi về thì bị nhét ma túy trong hành lý, cuối cùng cô gái ấy đã bị xử tội tử hình và có kết cục rất thê thảm. Cô gái kia tái mặt nói, không thể nào, Peter bảo. Ngô Bình chỉ vào đầu mình rồi nói, ra ngoài xã hội phải biết động não, cô đã trưởng thành rồi thì phải chịu trách nhiệm với những việc mình làm. Sứt lời, Ngô Bình tiếp tục đi thưởng thức các món ngon khác trên phố. Anh vừa đi được vài bước thì thấy có người đi theo mình, anh ngoái lại thì nhìn thấy một cô gái khoảng 17 tuổi. Cô gái mắt ngọc mày ngài, buộc tóc đuôi ngựa, đi giày đốc, mặc đồ trẻ trung, cô ấy đang cười với anh ngô bình đứng lại hỏi người đẹp em đang cười với anh đấy à cô gái chắp tay sau lưng rồi nói anh siêu thật đấy dám đánh người nước ngoài kia anh ta là người của bang rắn độc đấy ngô bình nhìn cô ấy nghe vẻ em biết về hắn quá nhỉ đương nhiên một người bạn của em đã bị anh ta hại chết em đang chuẩn bị trả thù anh ta không ngờ anh lại ra tay giúp em cảm ơn anh cô gái nói có vẻ rất thật lòng ngô bình nói không có gì Cô gái cười nói, em thấy anh ăn khỏe thật đấy, hay em mời anh đi ăn nhé. Được ăn miễn phí thì có ai chê bao giờ, Ngô Bình nói, ok. Cô gái là người ở đây nên rất am hiểu về các món ăn ngon tại nơi này, làm sao Ngô Bình có thể bị kịp. Nhờ cô ấy mà anh gần như đã ăn hết những món ngon nổi tiếng ở đây. Rời khỏi khu phố ẩm thực, Ngô Bình cũng đã no căng, anh xoa bụng rồi cười nói, cảm ơn em nhé, lâu lắm rồi anh không được ăn no thế này cô gái nhìn anh rồi nói với giọng như chủ nhà nếu có gì cần em giúp thì anh cứ nói nhé ngô bình ngẫm nghĩ rồi nói em dạy anh nói tiếng vân đông đi tính ra thì anh chính là máu ngủ của nhà họ lý nếu đến giọng của quê hương cũng không biết nói thì quả là đáng buồn cô gái tỏ vẻ ngạc nhiên được ạ à, em nói tiếng vân đông hơi bị chuẩn đấy anh định học bao lâu ngô bình một buổi tối thôi à anh không bắt em dậy không công đâu anh trả em một nghìn một tiếng nhé Cô gái há hốc miệng, một nghìn một tiếng ư. Ngô Bình, chế ít thì mình bàn lại giá. Cô gái híp mắt lại quan sát Ngô Bình, sau đó cảnh giác hỏi có phải anh thấy em xinh nên định dở trò với em không? Ngô Bình xì một tiếng, không phải chém gió chứ cô bạn gái nào của anh cũng xinh hơn em đấy. Cô gái tức anh ếch, cô bạn gái nào của anh cũng xinh hơn em á. Em không tin. Ngô Bình lấy điện thoại ra, không tin thì xem này. Ngô Bình mở một bức ảnh của đường tử di lên, cô gái liếc nhìn một cái rồi xứng người. Đường tử di quá đẹp, đã thế chỉ mới ngoài 20, đúng độ tuổi đẹp nhất của con gái, so với một cô gái 17 tuổi như cô ấy thì có sức hút hơn nhiều. Sinh không, Ngô Bình đắc ý hỏi. Cũng được, cô gái vẫn cứng miệng. Ngô Bình cất điện thoại đi, nếu em đồng ý dạy anh thì vào khách sạn nhé. Cô gái suy nghĩ rồi nói, được, em sẽ đi theo anh. Ăn no uống say xong thì hai người vào khách sạn, ngô bình nghiêm túc lấy vở và bút ra bắt đầu học cô gái hắn giọng nói à giới thiệu đã em là trần hiểu đồng ngô bình chào hiểu đồng trần hiểu đồng anh học tập trung vào tiếng vân đông khó phết đấy vì thế trần hiểu đồng dạy câu nào là ngô bình nói câu đó sau nửa tiếng dạy học trần hiểu đồng thấy rất chấn động vì bây giờ ngô bình đã có thể giao tiếp cơ bản với cô ấy bằng tiếng địa phương rồi hết một tiếng học trần hiểu đồng đã khô hết cả miệng cô ấy nhấp một ngụm nước rồi nói, em đang định kiếm vài chục nghìn, nhưng xem ra không được rồi. Ngô Bình cười nói, cô hiểu đồng này, cô thấy tôi học thế nào? Trần Hiểu Đồng giơ ngón tay cái, quá đỉnh. Tới một giờ sáng, Ngô Bình đã có thể nói tiếng Vân Đông khá tốt. Tất cả là nhờ bộ não siêu phàm của anh, sau khi đã thông kinh mạch ở đầu, trí nhớ của anh đã vượt xa người bình thường, đã thế anh còn tu luyện thần thức nên thiệt thức và nhĩ thức cũng giúp anh có khả năng tốt về ngôn ngữ, Trần Hiểu Đồng đã mệt đến mức không nói được gì nữa, bụng cũng sôi ủng ục. Ngô Bình gọi đồ ăn bên ngoài rồi nói, Hiểu Đồng, em vất vả rồi. Trần Hiểu Đồng vừa lại uống nước tiếp rồi nói, anh đừng khách sáo, em có thu phí mà. Ngô Bình mỉm cười rồi hỏi cô ấy, trước đó em bảo bạn em bị tên Tây kia hại chết ư. Trần Hiểu Đồng cúi đầu xuống, em lớn lên ở cô Nhi Việt, năm 7 tuổi thì em và A Hương được một gia đình người Mỹ nhận nuôi, người đàn ông ngoại quốc của nhà đó rất hay dở trò với bọn em nên hai đứa đã trốn khỏi đó và bắt đầu lang thang trên đường về sau bác lâm ở bãi rác đã cưu mang bọn em rồi cho hai đứa đi học nhưng không lâu sau thì bác ấy bị bệnh muốn chữa thì cần rất nhiều tiền em với a hương đều nghỉ học rồi nghĩ cách kiếm tiền ngô bình không khỏi thấy thương cảm cho cô gái hiểu đồng em còn nhỏ như vậy chắc bị nhiều người bắt nạt lắm đúng không trần hiểu đồng tỏ vẻ quật cường em sợ gì khi lăn lộn ngoài xã hội, em mới 12 tuổi thôi, nhiều tên khốn định dở trò với em đều bị em cầm dao đâm cho hết, sau đấy thì không ai dám chọc tới em nữa. Ngô Bình rất ngạc nhiên, một cô bé 12 tuổi mà biết dùng dao đâm người ư. Anh dựng ngón tay cái rồi hỏi, sau đó thì sao? Trần Hiểu đồng tỏ vẻ bi thương, bọn em đã gom đủ tiền, nhưng bác Lâm vẫn không qua khỏi. Sau đó, A Hương gặp một tên nước ngoài, hắn lừa cô ấy là sẽ đưa cô ấy sang Mỹ sống. A Hương ngây thơ lắm, em đã bảo tên đó không ra gì rồi mà nhất quyết không tin. Kết quả đúng như em nói, A Hương bị lừa vận chuyển ma túy giúp tên đó nên bị bắt ở Mỹ. Trong tù có nhiều người xấu bắt nạt cô ấy, chưa đến 3 tháng sau thì cô ấy tự sát. Kể đến đây, Trần Hiểu đồng rớm nước mắt, đúng là yếu đuối, chết còn không sợ mà lại sợ bị bắt nạt. Ngô Bình đưa cho cô ấy một tờ khăn giấy rồi nói, tên người ngoài kia tàng chữ nhiều ma túy nên sẽ bị xử án tử hình thôi, coi như em đã chút giận cho A Hương rồi. Trần Hiểu Đồng lau nước mắt nói, cho nên em mới cảm ơn anh. Không cần đâu, Ngô Bình cười rồi lấy điện thoại ra, em đã dạy anh 5 tiếng, anh chuyển cho em 5 nghìn nhé. Trần Hiểu Đồng lắc đầu, thôi, lần này miễn phí, coi như em cảm ơn anh thay A Hương. Ngô Bình cười nói, được rồi, đây là số điện thoại của anh, nếu sau này gặp chuyện gì phiền phức thì cứ gọi cho anh." Trần Hiểu Đồng lưu số điện thoại rồi gật đầu, "Vâng anh giả Ngô." Ngô Bình ngẩn ra, "Em gọi anh là gì?" "Anh già ạ." Trần Hiểu Đồng nhìn anh ấy, "Anh già thế rồi, em gọi đúng mà." Ngô Bình cười trừ, "Anh hơn cô ấy có 5 tuổi thôi mà." Chương 337: Mỹ nhân cứu anh hùng. "Thế nha, có duyên sẽ gặp lại." Trần Hiểu Đồng vẫy tay chào Ngô Bình. Ngô Bình tiến Trần Hiểu Đồng xuống dưới nhìn cô ấy rời đi thì mới quay vào trong. Ngay sau đó, có hai người thanh niên hầm hầm bước tới, một tên trong số đó bị lé hỏi, là mày báo cảnh sát bắt Peter đúng không? Ngô Bình hỏi, các người là ai? Người thanh niên bị lé cười lạnh, danh con, dám động đến người của bang rắn độc, mày cũng to gan đấy. Ngô Bình nhớn mày, à, các người thuộc bang rắn độc hả? Tên mắt lé hừ một tiếng, có gì thì cứ đi với bọn tao đã, may ra thì vẫn còn cơ hội sống. Ngô Bình nhún vai, được, đi thì đi. Ngô Bình nghe Trần Hiểu đồng kể là ban rắn độc này đã làm rất nhiều chuyện xấu, anh cần xử lý hội này. Hai tên đó tưởng Ngô Bình sợ rồi nên ngoắc tay, một chiếc xe ở gần đó chạy tới, họ đẩy Ngô Bình lên xe rồi lao vụt đi. Ngô Bình ngồi trên xe rồi hỏi, này hai anh, tôi có chức vụ ở bộ công an đấy, các anh định cứ thế đưa tôi đi à? Hai tên kia cười lạnh, một tên nói, thằng nhãi, chắc mày không biết thế lực của băng nhóm bọn tao mạnh thế nào đúng không? Thứ tép siêu như mày dù có bị bọn tao đánh chết, cũng không ai làm gì được đâu. Thế à, Ngô Bình thờ ơ đáp một câu rồi im lặng. Đột nhiên có một chiếc xe bán tải cũ kỹ phanh gấp ngay trước xe của Ngô Bình, xe sau không phanh kịp nên đâm sầm vào đuôi chiếc xe đó. Tài xế nổi giận rồi thò đầu ra ngoài chửi bới, chán sống rồi à. Sau đó, mọi người đã được chứng kiến một cảnh tượng hãi hùng, một cô gái xinh đẹp mặc đồ trẻ trung sách dao lao xuống xe rồi dơ dao lên trực bổ xuống. Ken Ken. Ngay sau đó, kính chiếu hậu bên ngoài xe Ngô Bình đã bị đập vỡ, cô ấy lạnh giọng nói, thả anh ấy ra, không bà chém chết chúng mày bây giờ. Ba tên xã hội đen trên xe ngứa người, họ lăn lộn trong giang hồ đã lâu, nhưng đây là lần đầu tiên gặp một cô gái đẹp hung dữ như vậy. Cô gái đó chẳng phải ai khác, mà chính là Trần Hiểu Đồng vừa chào tạm biệt với Ngô Bình xong cô ấy sách dao với vẻ hung dữ, làm mấy tên côn đồ kia đứng hình. Một tên ngồi cạnh Ngô Bình Hừ nói, dám làm hỏng xe bọn tao à, mày có biết bọn tao là ai không? Trần Hiểu đồng kề luôn con dao lên cổ hắn rồi lạnh giọng hỏi, có tin tao chém chết mày luôn không? Tên đó thần người ra rồi đen mặt nói, dù mày có dẫn nó đi thì chúng mày tưởng đi được bao xa hả? Trần Hiểu đồng hư lạnh, sau đó mở sửa xe ra rồi nói với Ngô Bình, anh Ngô, đi thôi cô ấy kéo người Ngô Bình lách qua người hai tên kia xuống xe, sau đó vừa chạy, Ngô Bình vừa hỏi em chưa đi à? Trần Hiểu Đồng em vừa đi thì thấy người của bang rắn độc thập thò gần khách sạn, trong khi đó anh vừa bắt Peter nên em sợ họ nhầm vào anh nên đứng gần đó chờ xem sao. Quả nhiên em đoán không sai, chúng nó đến bắt anh, bọn này ác lắm, nếu anh bị bắt thì không chết cũng hết hơi. Ngô Bình tò mò hỏi, em không sợ bị họ trả thù à? trần hiểu đồng cười lạnh nói em chưa biết sợ ai là gì nhé ngô bình phát hiện tuy mạnh miệng là vậy nhưng thật lòng trần hiểu đồng cũng đang sợ hãi chốc chốc cô ấy lại ngoái đầu nhìn về phía sau sợ người của bang rắn độc đuổi theo ngô bình cảm động cô gái này thật nghĩa khí sau khi kéo ngô bình mật vào mốt con đường khác cô ấy đã bắt một chiếc xe đi ra ngoại ô nam đô rất sầm uất nên dù đã muộn nhưng vẫn nườm nượt người xe tài xế đỗ xe bên đường phía bên kia là một quán đổ nướng rất đông khách, gần như không còn trống bàn nào. Trần Hiểu Đồng vừa đến, đã có cả đám người ùa ra chào cô ấy, chị Đồng. Trần Hiểu Đồng gật đầu rồi nói với Ngô Bình, đây là quán em mở, anh thấy em làm ăn tốt không? Ngô Bình biết các quán nướng kiểu này kiếm ăn khá tốt, với lượng khách này thì mỗi tối quán đều có thể kiếm được mấy chục nghìn, anh nói, được đấy, bà chủ Trần kinh doanh lớn thế. Trần Hiểu Đồng, quán này là mấy đứa bọn em hùn vốn mở chung, nói rồi cô ấy kéo một chiếc ghế ra rồi mời ngô bình ngồi xuống anh có muốn ăn thử đồ của quán em không cô ấy hỏi có ngô bình cũng không khách sáo ban nãy anh chưa ăn no nên vẫn ăn tiếp được trần hiểu đồng gọi một tiếng đủ các món nào mực thịt dê cá rau củ đều được mang ra ngay ngoài ra còn có cả bia nữa tầm này khách cũng vãn dần chờ ngô bình uống hết một thùng bia thì cũng không còn mấy người Mấy người thanh niên trạc tuổi Ngô Bình đi tới rồi cùng uống với anh. Ngô Bình thấy họ rất kính trọng Trần Hiểu Đồng, vì anh là bạn của cô ấy nên cũng được thơm lây. Ai mời Ngô Bình cũng đồng ý uống hết, khi thùng bia thứ hai xuống bụng, đám người kia cũng đã phục anh sát đất. Một người nhuộm tóc vàng khoảng 19 tuổi nói, "Anh Ngô, anh uống siêu thật đấy, không kém gã thùng phi là bao đâu." Ngô Bình nổi hứng, "Thùng phi á? Đó là ai?" Trần Hiểu Đồng, đó là một tên lưu manh ở gần đây đấy anh, hôm em khai trương, gã đã tới gọi suốt hoành tráng nhất xong kêu bia quán em là hàng giả, uống không say được. Em không tin nên bảo gã chỉ cần uống hết 5 thùng bia trước khi khách về hết thì sau này sẽ được ăn miễn phí trọn đời ở quán luôn. Kể đến đây, cô ấy thở dài, ai ngờ đâu gã uống được hết thật, thế là về sau ngày nào gã cũng đến quán em ăn miễn phí, đã thế lần nào đến cũng dẫn theo cả đám, mỗi bữa ít cũng 3, 4 nghìn, làm em lỗ quá trời. Bụp, Ngô Bình đập bàn nói: Sao lại thế? Vậy mà cũng đáng mặt làm thùng phi à? Mai gã mà tới nữa, anh sẽ xử lý cho em. Trần Hiểu đồng thờ ơ nói: Không cần đâu anh, mai là em đóng cửa quán rồi. Ngô Bình tinh ý biết vì sao ngay, em sợ người của bang rắn độc tới quấy rối à? Trần Hiểu đồng xua tay: Chỉ là một quán ăn thôi mà, mai này em lại mở quán khác. Nghe cô ấy nói vậy, những người khác đều ngơ ngác nhìn nhau. Cậu tóc vàng nói: Chị đồng. Chúng ta không còn nhiều tiền đâu, người cần giúp lại đông, tất cả đều trông vào quán nướng này, giờ không làm nữa thì cầm cự được mấy ngày đây. Một người đàn ông cao lớn gào lên, bang rắn độc thì ghê gớm lắm à, mình liều với chúng nó. Đúng, sợ quái gì chứ, một người khác cũng ngùa theo. Ngô Bình cũng đập bàn nói, nói hay lắm, bang rắn độc là cái thá gì chứ, Ngô Bình tôi tung hoành trong giang hồ bao năm, bạn bè vô số. Sau này, người của bang rắn độc mà tới tôi sẽ cho họ mất đường về. Trần Hiểu đồng bực mình, cô ấy vừa cứu Ngô Bình khỏi bọn ấy xong mà giờ anh còn dám hoanh hoang như thế à? Cô ấy đen mặt nói, anh trật tự ngay cho em. Em đã nói, quán nghỉ là nghỉ. mươi 338, kinh doanh quán đổ nướng. Ngô Bình trợn mắt nói, em không tin anh à. Trần Hiểu Đồng vẫn coi như Ngô Bình đã say, em tin rồi, nhưng uống xong thùng bia này thì anh mau rời khỏi Vân Đông đi, em sẽ cho người đưa anh đi. Đúng lúc này, có một người đàn ông cao 1m9, lực lưỡng dẫn theo một đám đàn em đi vào quán, gã ngồi xuống rồi vỗ mạnh xuống bàn nói, Trần Hiểu Đồng, mang bia ra đây, tôi đến rồi. Cậu thanh niên tóc vàng vội nói, anh ngô, gã là thùng phi đấy, tên thật là viên thiết, một tên trùm bảo kê ở gần đây, xã hội đen của khu này đấy. Ngô Bình hừ lạnh một tiếng, sau đó đi lảo đảo tới ngồi đối diện với viên thiết rồi chắp tay nói, mời anh thiết nhé thấy động tác chắp tay của Ngô Bình như người trong giang hồ chào hỏi nhau, viên thiết hơi trột dạ, vội vàng ngồi thẳng người dậy rồi đáp được, cậu bạn đây là. Ngô Bình cười nói, tôi là bạn của Trần Hiểu Đồng. nghe nói tử lượng của anh thiết sâu không đáy, tôi rất khâm phục nên muốn tới gặp anh để kết bạn qua rượu, không biết anh thiết có dám nhận không. Viên thiết cười lạnh, gã không chỉ là người luyện võ, mà còn có tử lượng rất cao nếu là uống bia rượu thì gã chưa biết sợ ai là gì nên nói ngay, được, nhưng nếu cậu thua thì sao? Ngô Bình lấy một tờ chi phiếu ra đập thẳng xuống bàn, đây là chi phiếu một triệu, nếu tôi thua thì nó sẽ thuộc về anh. Một tên đầu chọc đứng sau lưng viên thiết nói, chi phiếu này có phải là thật không đấy? Ngô Bình cười nói, anh bạn chê chi phiếu không đủ cháy chứ gì? Ok, anh lấy một chiếc thẻ ngân hàng ra đưa cho cậu thanh niên tóc vàng, cậu em đi rút cho anh một triệu tiền mặt về đây. Cậu tóc vàng ngẩn ra rồi nói khẽ, anh Ngô, chỉ được rút tối đa 20.000 ở cây ATM thôi. Ngô Bình thờ ơ nói, thẻ của anh không có hạn mức, cũng không có mật khẩu, cậu dẫn người đi rút tiền đi, một cây ATM không đủ thì tới cây khác. Mọi người đều ngây ra, có loại thẻ như vậy ư. Cậu thanh niên tóc vàng gọi thêm mấy người nữa rồi chạy nhanh đi rút tiền. Sau đó, Ngô Bình cười nói với viên thiết, anh thiết, thế nếu anh thua thì sao? Viên thiết cười phá lên, tôi không thua được đâu. Ngô Bình dựng ngón tay cái, khâm phục, nhưng tôi cũng không thua ai trong việc uống rượu bao giờ cho nên chúng ta cứ phải ra điều kiện trước. Viên thiết cao mày, hả? Thế cậu muốn sao? Ngô Bình, đơn giản thôi, nếu anh thua thì phải trả hết mọi chi phí mà anh từng ăn uống miễn phí ở quán, sau đó phải để lại 500.000 để sau này tới ăn rồi trừ dần. Viên thiết hít mắt lại, cậu chơi hẳn một triệu nên yêu cầu này cũng không quá đáng, được. Tôi theo. Ngô Bình cười lớn nói, thế mới khi phách chứ. Cậu thanh niên tóc vàng chạy tới cây ATM ở phía đối diện rồi thử quẹt thẻ. Sau khi nhìn thấy số dư, mắt cậu ta trố ra, vì cậu ta đã nhìn thấy một dãy số rất dài. Sau đó còn lẩm bẩm đọc triệu, chục triệu, trăm triệu, tỷ. Qua! Wow. Cậu ta hít vào một hơi lạnh, vì trong thẻ của Ngô Bình có hơn 5 tỷ. Cậu ta cố kiềm chế cơn chấn động rồi rút 200.000 ở cây này, lần sau lại rút 200.000 tiếp sau đó mọi người cứ thế nghe thấy tiếng máy móc kêu, tiền chảy ra liên tục. Trần Hiểu Đồng đã sai người chuẩn bị ở quán, rượu bia đều có đủ, ai ngồi bàn nấy, bắt đầu uống. Ngô Bình, nếu đã là đọ tử lượng thì phải chơi hết mình, bắt đầu từ rượu trắng đi. Anh cầm một chai rượu địa phương 53 độ lên rồi nói, mỗi người uống 10 chai, anh thấy sao? Viên thiết cười lạnh, gã không tin Ngô Bình có thể uống hết 10 chai rượu mạnh nên đồng ý ngay, được mười chai rượu được mở nắp rồi xếp thành một hàng trước mặt hai người Ngô Bình cầm một chai lên rồi ngửa cổ uống cạn. Ước Ước loáng cái, anh đã uống hết sạch, xong mặt không đổi sắc, anh tiếp tục cầm chai thứ hai lên. Viên Thiết ngẩn ra, lần đầu tiên gã thấy có người uống rượu khiếp thế này, vì thế không dám chậm chế, cũng bắt đầu ngửa cổ uống. Ước ực Ước ba chai, năm chai, bảy chai, khi Ngô Bình uống đến chai thứ tám thì Viên Thiết mới uống tới chai thứ tư dù viên thiết có tử lượng cao đến mức có biệt danh là thùng phi, nhưng tử lượng vẫn có hạn. Với loại rượu có nồng độ cồn cao như rượu trắng thì gã cũng chỉ uống trong một mức độ nhất định thôi, không sẽ bị ngộ độc rượu. Ngô Bình uống xong chai thứ 9 thì cười nói, anh thiết, tôi chờ anh một lát nhé. Viên thiết nghiến răng nói, không cần, sau đó lại cúi xuống rót rượu. Uống xong chai thứ 5, mắt viên thiết đã đỏ hoe, gã nhìn chằm chằm vào mặt bàn bất động, còn Ngô Bình thì đã uống cạn chai thứ 10 mọi người đều ngạc nhiên khi thấy có làn hơi màu trắng bốc trên đỉnh đầu ngô bình nó như cái cột cao tầm một thước trần hiểu đồng tò mò giơ tay ra định chụp lấy sau đó cô ấy rụt tay về ngửi thì thấy toàn là mùi rượu cô ấy bất ngờ hỏi ạc à, toàn mùi rượu thôi ngô bình cười hít mắt nhìn viên thiết anh thiết anh còn uông thiếp được không không thì nhận thua đi viên thiết bất ngờ khom lưng rồi móc họng nôn ra hết có người nhanh nhẹn ném một cái thùng ra cho gã nôn vào đó một khi nôn thì coi như thua viên thiết nhân mặt nhìn ngô bình rồi nói một triệu mà cậu chuẩn bị đâu lúc này cậu thanh niên tóc vàng đã cầm một cái túi quay lại sau đó đổ từng chồng tiền lên bàn anh ngô một triệu đây viên thiết nhìn đống tiền đó mà hoa mắt biết gặp phải cao thủ rồi nên đứng phát dậy rồi chắp tay nói viên thiết có mắt như mù không biết là cao nhân nên thất lễ rồi ngô bình bình thản nói nói hay đấy hiểu đồng là em tôi Cô nhóc chỉ mở một quán kinh doanh nhỏ, không thể gánh nổi cả đám ăn không uống không suốt ngày đâu." Viên Thiết nói, "Đúng, đã ăn thì phải trả tiền." Gã ngoảnh lại, "Mọi người tính sổ sách đi, cộng thêm 500.000 vào nữa." Gã dẫn cả kế toán theo nên người đó lấy máy tính ra tính ngay, Viên Thiết cười nói, "Tôi thấy cậu Ngô cũng là người trong giang hồ, chắc hẳn có bản lĩnh hơn, tôi có thể thỉnh giáo cậu vài chiêu không?" Ngô bình tĩnh bơ nói, "Tốt nhất là không nên, tôi mạnh tay lắm." dễ làm người khác bị thương, nói rồi, anh bắn ra một chỉ phong. Choang! Chỉ phong đó khiến một chai rượu cách đó mấy mét vỡ toang, rượu chảy ra ngoài, còn chai thì vỡ nát. Viên thiết tái mặt rồi hoảng sợ nói, cậu, là tông sư cảnh giới thần. Ngô Bình cười nói, anh chưa vào cảnh giới khí nên không có tư cách tỉ thí với tôi đâu. Viên thiết quỳ xuống đất rồi nói, tham kiến tông sư. Ngô Bình giơ tay, lập tức có một luồng sức mạnh vô hình nâng viên thiết dậy, gã mất khống chế, tự động đứng lên, sau đó vừa ngạc nhiên vừa thán phục nói, tôi khâm phục tài năng của Tông Sư, thật ra cậu không cần đỏ rượu với tôi làm gì, chỉ cần xuất chiêu thôi là tôi sẽ nhận thua ngay rồi. Viên Thiết nói những lời thát lòng, nếu ngay từ đầu Ngô Bình đã thể hiện thân phận thì gã không bao giờ dám đọ tử lượng với anh, thậm chí anh nói sao thì gã sẽ làm vậy. Ngô Bình, võ giả cũng là người, cũng sống trong một xã hội pháp trị. Ai tốt với tôi thì tôi tốt lại, nếu ai muốn tỉ thì thì tôi cũng chiều. Viên thiết vội vàng gật đầu, vâng, xin hỏi quý danh của Tông Sư. Ngô Bình, tôi là Ngô Bình, người vân đỉnh của tỉnh Ca. chương 339, những thanh niên nhiệt huyết. Vân Đông cách tỉnh Ca khá xa, viên thiết không phải nhân vật lớn ở đây nên không biết tới danh tiếng của Ngô Bình, gã vội nói Tông Sư Ngô, nghe danh đã lâu. Lúc này, nhóm Trần Hiểu Đồng cũng đã nghệt mặt ra, sao tự nhiên viên thiết lại thuần tính thế. Còn nữa, tông sư là thế nào? Ngô Bình cười hỏi, viên thiết, nghe giọng của anh không giống người địa phương nhỉ? Viên thiết vội đáp vâng, quê tôi ở phương Bắc, 20 năm trước bôn ba đến Vân Đông. Tôi không có tài cán gì nên chỉ làm các việc lặt vặt ở quanh khu này, bên dưới cũng có vài tên đàn em thôi ạ. À. Ngô Bình, thế là anh biết rõ về bang rắn độc lắm đúng không? Viên thiết biến sắc mặt rồi khẽ gật đầu, thế lực của họ rất lớn, là bang phái hàng đầu ở Nam Đô nên tôi cũng biết người lập ra bang phái đó không hề đơn giản người chống lưng cho họ là con trai của thị trưởng nam đô tên là đỗ hạo dương võ giả cảnh giới võ vương đơn dị nhân và thánh y hoàng khai ngô bình rất ngạc nhiên có mỗi bang này thôi mà có nhiều nhân vật lớn đứng sau vậy à viên thiết đáp tôi có một người đồng hương ở trong bang này cậu ta từng kể các thành viên của bang này chỉ làm các việc phạt thôi chứ bên trên còn có một thế lực lớn hơn nhưng cậu ta không dám kể chi tiết ngô bình đầy tò mò hóa ra bang này không hề đơn giản. Lúc này, kế toán của viên thiết đã tính toán xong. Những ngày qua, họ đã ăn uống ở quán của Trần Hiểu đồng hết mấy trăm nghìn, thêm 500 nghìn trả trước để ăn rồi trừ dần nữa thì cũng kha khá tiền, nhưng viên thiết vẫn bảo kế toán chuyển tiền ngay. Thấy viên thiết có vẻ biết điều, Ngô Bình nói, anh viên, sau này thường xuyên dẫn anh em tới quán ủng hộ nhé, tôi sẽ giảm giá cho. Chắc chắn rồi, viên thiết vội nói, sau đó không dám nán lại lâu mà ra về luôn viên thiết đi rồi trần hiểu đồng mới ngạc nhiên hỏi ngô bình anh làm thế nào vậy làm gì cơ ngô bình biết rồi nhưng vẫn cố hỏi trần hiểu đồng viên thiết này không đơn giản đâu gã có nhiều bạn bè còn từng tập võ ngoài ra còn kết nghĩa với cục phó lưu nhưng ban nãy gã đứng trước mặt anh lại ngoan như cún đúng là kỳ lạ cậu thanh niên tóc vàng gật đầu lia lịa chưa hết trong thẻ của anh ngô có nhiều tiền lắm làm em sợ hết hồn. Ngô Bình cười nói, thẻ ấy là anh mượn người ta đó. Trần Hiểu đồng hiếp mắt rồi nhìn chầm chầm vào Ngô Bình, hỏi anh Ngô, viên thiết gọi anh là Tông Sư, lẽ nào anh là cao thủ võ lâm à? Ngô Bình gật đầu, cũng gần như vậy, nhưng chưa giỏi lắm, xong để đối phó với viên thiết thì một mình anh cân được 10 người như gã. Mọi người đều há hốc miệng, một đánh 10 ư, Ngô Bình giỏi thế. Trần Hiểu Đồng chợt hỏi, nói vậy là hôm nay em cứu anh là thừa thái, chứ anh thừa sức xử lý hai tên kia à? Ngô Bình cười đáp, cũng không hẳn là thế, bang rắn độc mạnh hơn anh tưởng nhiều, đứng sau họ còn có một cao thủ cảnh giới võ vương. May mà anh không đi theo hai tên kia, không chẳng may đánh nhau thì anh bị bang ấy tẩn chết rồi. Trần Hiểu Đồng tò mò hỏi, cảnh giới võ vương mạnh lắm ạ. À? Ngô Bình, một người có thể đánh bại 10 người như anh, hơn nữa còn dễ như ăn kẹo. Mọi người đều hít vào một hơi lạnh, sau đó thầm lo lắng thay Ngô Bình. Anh cười nói, mọi người yên tâm, trước khi bang này bị tiêu diệt, anh sẽ bảo kê cho quán nướng này. Trần Hiểu Đồng biết sự việc nghiêm trọng nên nói ngay, anh Ngô, quán nghỉ thì nghỉ thôi, không sao đâu, anh đừng dây vào bang ấy nữa. Ngô Bình thở ơ nói, anh không động vào họ thì họ cũng tìm tới anh thôi. Mọi người đều ngồi xuống, sau khi được Trần Hiểu Đồng giới thiệu thì Ngô Bình đã biết tên nền của họ. Người đàn ông cao lớn là Đồng Lực, cậu béo da đen là Lộ Cường, còn cậu thanh niên tóc vàng là Miêu Gia. Họ đều là bạn thân của Trần Hiểu Đồng, ai cũng có cổ phần của quán nướng này. Ngô Bình, Hiểu Đồng, anh nghe Miêu Gia kể các em đang giúp ai phải không? Trần Hiểu Đồng đáp vâng, là một nhóm trẻ em ạ, à, bọn em định xây một khu vui chơi trẻ em chuyên nhận các trẻ lang thang. Miêu Gia nói, bọn em đã đầu tư vào trung tâm này hơn 2 triệu rồi, toàn là tiền mồ hôi nước mắt của mọi người. Hiện giờ, bọn em đã thu nhận hơn 30 trẻ em, chị đồng định mở rộng quy mô của trung tâm để giúp được nhiều trẻ em cơ nhỡ hơn. Ngô Bình thầm thấy bội phục rồi nói, các em làm tốt lắm, anh có quen một tổ chức từ thiện, anh nghĩ chắc hắn họ sẽ đồng ý giúp mọi người. Trần Hiểu đồng sáng mắt lên, giúp thế nào hả? À? Cho bọn em tiền á, hiện giờ cô ấy đang rất thiếu tiền, lo ăn uống học hành cho hơn 30 trẻ em, rồi còn tiền khám chữa bệnh cùng nhiều chi phí khác thì ngày nào cũng hết hơn 2.000 ngô bình tiền chỉ là một chuyện thôi họ sẽ giúp đỡ bọn em về mọi mặt bao giờ về anh sẽ gọi cho họ trần hiểu đồng mừng rỡ anh ngô cảm ơn anh ngô bình cười nói chuyện nhỏ thôi đừng khách sáo cạnh quán nướng là một dãy nhà ngói buổi tối trần hiểu đồng thường ở lại đó để trông coi quán ngô bình được xếp vào một căn phòng riêng có giường và điều hòa ở đây không thể bì với khách sạn năm sao được anh chịu khó một hôm vậy nói rồi Trần Hiểu Đồng lấy một cái gối mới ra đưa cho Ngô Bình, ngoài ra còn có chăn và các đồ dùng cá nhân. Thế này là tốt lắm rồi, Ngô Bình nói, người luyện võ không cầu kỳ lắm đâu. Anh đóng cửa lại rồi bắt đầu ngồi điều chỉnh hơi thở, thời gian cứ thế trôi đi. Sáng sớm, anh đã nghe thấy có người quét sân, Ngô Bình mở cửa ra nhìn thì thấy Trần Hiểu Đồng đang cầm chỗi quét giọt, Miêu Gia và Lộ Cường cũng đang ở đây, còn có mấy người lạ mặt, ai làm việc của người nấy. Ngô Bình phát hiện có khá nhiều xe đỗ trong sân, còn một mặt tiền chuyên để sửa chữa xe hơi, sau đó anh thấy nhóm đồng lực đổi sang bộ đồng phục sửa xe rồi hỏi: "Bọn em làm sửa xe à?" Trần Hiểu Đồng đứng thẳng người dậy rồi đáp: "Vâng, ban ngày bọn em sửa xe, tối mới mở quán nướng, như vậy mới kiếm đủ tiền." Ngô Bình nói: "Mấy đứa vất vả quá." Vì thế, anh cũng nhặt cái chổi lên rồi quét dọn giúp họ. Ngô Bình vốn định hôm nay sẽ đi nhưng vì quý Trần hiểu đồng nên anh định giúp cô ấy. Lúc này, Lý Vân Đầu đang ngồi trên chiếc ghế thái sư ở trong phòng sách của căn nhà sang trọng tại Nam Đô. Ông ấy cầm một bức ảnh trong tay, đó là ảnh của một bé trai khoảng 3 tuổi đang cười rạng rỡ Lý Vân Đầu bỏ bức ảnh xuống rồi hỏi, ảnh, lúc tôi nằm viện, có chuyện gì không? Một bóng người đứng trong góc mặc đồ ngụy trang cùng màu với căn phòng, nếu không nhìn kỹ sẽ khó mà phát hiện ra. Người đó đáp, thưa chủ nhân, hôm đó tôi trốn sau rèm cửa sau đó thấy có người đi vào đánh ngất cô điều dưỡng tôi đang định tập kích cậu ta nhưng sau khi nghe thấy cậu ta lên tiếng thì lập tức dừng tay lý vân đầu hiếu kỳ hả cậu ấy đã nói gì ảnh đáp cậu ta nhìn chủ nhân rồi chân thành nói ông ơi ông yên tâm cháu sẽ chữa bệnh cho ông vì thế tôi không dám ra tay nữa lý vân đầu run lên rồi đứng bật dậy cậu nói gì cậu ấy gọi tôi là ông nội ư ảnh gật đầu Vâng thưa chủ nhân, cậu ta gọi người là ông nội. Chương 340, vu vả. Lý Vân Đầu vừa mừng vừa ngạc nhiên, sau đó lẩm bẩm, nói vậy là chính cậu ấy đã chữa khỏi bệnh cho tôi ư? Ảnh, vâng thưa chủ nhân, y thuật của cậu ta rất giỏi, chỉ mất một lúc là người tỉnh lại rồi. Thật sự rất kỳ diệu, dù tôi đứng gần đó nhưng cũng không nhìn thấy cậu ấy đã làm thế nào. Lý Vân Đầu vuốt râu hỏi, ảnh, cậu có thể vẽ lại tướng mạo của cậu ấy không? được à? ảnh đi tới cạnh bàn, sau đó cầm bút lên bắt đầu họa lại chân dung của Ngô Bình. Anh ta là một cao thủ điền thanh, chỉ với vài nét vẽ đã họa ra những nét nổi bật của Ngô Bình. Sau khi Lý Vân Đầu nhìn thấy bức chân dung hoàn thiện, ông ấy thấy Ngô Bình rất quen và có một cảm giác thân thiết kỳ lạ. Ông ấy cười nói: một chàng trai rất có khí chất, nó là cháu trai của tôi, là con trai của Niệm Tổ ư? ảnh chủ nhân, tôi cũng không chắc à? lý vân đầu thở dài một hơi niệm tổ đã mất tích mấy chục năm nếu có con thì con nó cũng phải lớn bằng này rồi sau đó ông ấy hỏi ảnh cậu bạn này có thể nhảy vào từ cửa sổ nên chắc cũng là võ giả đúng không ảnh đáp vâng cậu ta là cao thủ cảnh giới thần lý vân đầu nghiêm mặt nói ảnh cậu đi điều tra rõ lai lịch của cậu ấy cho tôi ảnh chủ nhân tôi đã để lại ý niệm trên người cậu ta giờ cậu ta vẫn đang ở nam đô lý vân đầu sáng mắt lên sao nó đang ở nam đô ư tốt tốt cậu nghĩ cách đi nếu được thì tôi muốn gặp thằng bé một lát ảnh vội nói chủ nhân người đang bệnh nặng tốt nhất không nên ra ngoài lý vân đầu xua tay dù thằng bé có phải cháu trai của tôi hay không thì cũng có ơn cứu mạng với tôi tôi đi gặp cũng là chuyện bình thường ảnh đành đáp vâng lý vân đầu trượt lạnh lùng hỏi nam viện có động tính gì không ảnh họ từng cho người tới dò la nhưng không dám làm gì. Có ông cả tự nhiên trỗi dậy, sau đó cãi nhau với ông hai lúc chủ nhân hôn mê. Lý Vân Đầu lạnh giọng nói, biết ngay mà, hai, người tính không bằng trời tính, ai ngờ đâu tôi lại đổ bệnh chứ. Anh, là thiếu sót của tôi, tôi nên biết trước mới phải. Lý Vân Đầu xua tay, không, cậu không hiểu ý thuật, là do tôi sơ suất. suốt lời, ông ấy nói tiếp, cậu đi đi, điều tra rõ xong phải về báo cho tôi ngay đấy vâng ảnh lập tức biến mất như một bóng ma sau khi quét dọn xong ngô bình gọi trần hiểu đồng vào phòng rồi nghiêm túc hỏi cô ấy hiểu đồng em muốn học võ không trần hiểu đồng ngẩn ra sau đó chỉ vào mình em ạ à. ngô bình gật đầu ừm um, anh thấy em có tố chất đấy là một hạt giống võ thuật tiềm năng trần hiểu đồng thoáng ngạc nhiên sau đó sáng mắt lên nói anh ngô anh dạy em thật à ngô bình cười nói anh sẽ truyền cho em vài trang pháp cơ bản đã Em chịu khó luyện tập hàng ngày. Nếu có thể trụ được thì anh sẽ dạy em tiếp, còn không thì đành dừng ở đó vậy. Em sẽ trụ được." Trần Hiểu Đồng nói ngay, từ nhỏ cô ấy đã hay đánh nhau với người ta nên luôn muốn học võ. Ngô Bình lập tức truyền trang pháp mới sáng tạo cho Trần Hiểu Đồng, sau đó bảo cô ấy chuyên tâm tập luyện. Trong lúc hai người đang truyền thụ trang pháp trong phòng thì bên ngoài vang tiếng tiếng xe, ngay sau đó là một giọng nói oang oanh, "Xe tôi có tiếng kêu hơi lạ, kiểm tra hộ cái." hai người trong phòng không để tâm mà tiếp tục truyền thụ và tu luyện. Hơn một tiếng sau, Trần Hiểu Đồng đã học được cơ bản, bắt đầu đứng tấn được. Lúc này, bên ngoài lại vang lên tiếng động lớn, nhưng lần này là tiếng chửi bới, mẹ kiếp, xe của tao đắt lắm đấy, mày sửa kiểu gì thế hả? Chủ đâu, thò cái mặt ra đây xem nào. Ngô Bình và Trần Hiểu Đồng vội chạy ra ngoài xem thì thấy Đồng Lực và Miêu Gia đang đỏ mặt tía tai giải thích gì đó với một người đàn ông trung niên đầu chọc đeo dây chuyền vàng, Xong, ông ta rất hung hăng, nhấc chân đạp miêu ra một cái rồi mắng nhiếc, khốn kiếp, dám bỏ đường vào trong dầu của tao à. Mày chán sống rồi hả? Dừng tay, Trần Hiểu đồng chạy ra rồi tức giận nhìn người đàn ông đầu chọc, sao ông lại đánh người hả? Người đàn ông cười lạnh nói, cô là chủ hả? Đến đúng lúc lắm, thằng chó này đổ đường vào dầu máy của tôi, giờ động cơ của tôi hỏng rồi, cô định tính sao đây? Trần Hiểu đồng nói ngay, không thể nào, người của tôi không bao giờ làm vậy người của cô không làm chẳng lẽ tôi tự làm à người đàn ông chỉ vào mặt mình sau đó hỏi trần hiểu đồng trần hiểu đồng ra ngoài xã hội từ nhỏ nên vừa nhìn cái là biết chuyện gì ngay cô bình thản nói này không ai ngu đâu ông muốn gì thì nói thẳng đi người đàn ông đầu chọc cười phá lên động cơ xe tôi hỏng rồi giờ phải thay mới ít nhất cũng vài triệu giờ cô có hai sự lựa chọn một là đền tiền động cơ mới hai là đi theo tôi để xem đại ca tôi định xử lý thế nào Trần Hiểu Đồng vừa nghe thấy phải đền mấy triệu thì lập tức cười lạnh, ông tự bỏ đường vào mà định bắt bọn tôi đền tiền à, ông điên rồi chắc. Người đàn ông đầu chọc mỉm cười, không đền chứ gì. Thế thì đi với tôi. Nếu tôi không đi thì sao? Trần Hiểu Đồng tức giận hỏi. Người đàn ông đầu lấy điện thoại ra, không đi thì tôi sẽ báo cảnh sát, cho họ tống các người vào tù, sau đó vẫn phải đền tiền cho tôi. Ngô Bình vẫn đứng một bên quan sát cuối cùng không nhịn được nữa, người của bang rắn độc hả? Người đàn ông đầu nhìn chằm chằm vào anh, thằng kia, mày là ai? Ngô Bình thờ ơ đáp, tôi chính là người đã tống Peter vào tù đấy. Người đàn ông đầu hít mắt lại, hóa ra mày vẫn ở đây, tốt rồi, mày đi với tao mau. Đi với ông ư, Ngô Bình cười lạnh, ông chưa đủ trình, bảo đại ca của ông đến đây gặp tôi. Người đàn ông đầu cau mày, tao có đủ trình hay không thì mày sẽ biết ngay thôi dứt lời ông ta túm vào vai ngô bình cánh tay phủ chân khí thì ra là cao thủ cảnh giới khí ngô bình lạnh mặt ông ta còn chưa chạm vào anh thì đã bị đá bay người đàn ông đầu hét lên thảm thiết rồi ngã mạnh xuống đất không thể cử động ông ta hoảng sợ nói mày là tông sư cảnh giới thần ngô bình nói tôi đã bảo ông chưa đủ trình rồi mà người đàn ông đầu vội lấy điện thoại ra rồi gọi cứu viện đại trưởng lão nó mạnh lắm là cao thủ cảnh giới thần tôi bị hạ rồi. Vâng, tôi sẽ chờ ở đây. Ngắt máy xong, ông ta sầm mặt nhìn Ngô Bình, thực lực của cậu mạnh đấy, nhưng so với đại trưởng lão của chúng tôi thì chưa là gì đâu. Ngô Bình mặc kệ ông ta, sau đó đi tới cạnh chiếc xe, đó là một chiếc mét màu xanh ngọc, tăng tốc lên 100 km h chỉ mất 3.2 giây. Anh liếc nhìn rồi hỏi đồng lực, xe này hỏng rồi à? Đồng lực vội đáp, em kiểm tra rồi, trong dầu có đường trắng, nhưng mới đi một đoạn ngắn nên động cơ không làm sao đâu, rửa sạch là xong thôi. Ngô Bình gật đầu, vậy thì cậu làm đi. Nhóm đồng lực vào việc ngay, còn Ngô Bình đứng sang một bên hút thuốc, chờ cao thủ đứng sau người đàn ông đầu chọc tới. Gần 20 phút sau, một chiếc xe đã đỗ trong sân, cửa xe mở ra, một người đàn ông trung niên mặc áo cộc tay màu trắng phối với quần bò bước xuống. Người này có mũi diều hâu, để đầu đinh, tuy gầy nhưng đôi mắt sắc bén, Người đó vừa xuất hiện, Ngô Bình đã đoán đó cũng là một cao thủ cảnh giới thần. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Kết tập 22.